em ở ở viên 7 rồi. Thiệt luôn á. Thôi em mới ở viên 7 rồi. Bi, cái áo mà 150 hôm qua lấy ra một nùi áo á. Bi có đem về cho chị một cái áo chữ, chị kiếm ra, Bi kiếm áo chữ đó cho chị thay đi. Cái mặc áo đang hồi vô mấy bà hông, mấy chị vô hỏi có hàng không, có hàng không nữa xỉu á. Cái áo chữ tối hôm qua á Bi à, nhớ không? Áo chữ, áo nâu, áo 150 ngàn, sách một bao không. Áo này là áo bẹt vai khác. Chứ hồi con quỷ na vô rồi cướp cái áo nữa, ai chứ na dám lắm á. Hello, 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 mấy chị vô trễ. Vô trễ, đó đúng rồi. Lấy một cái XL mà màu đen á. Chữ bạc. Hello, hello. Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Em có các loại dâu mái, có trà sữa gì đó, trà đá đường đen. Nếu mà em thích bông chen thì anh phải một ly bạc xỉu. Tình em như cơn sóng. Nè Trần Ngọc Thanh Thanh mở hàng đi nè, 38 rưỡi, 500 ngàn. Trần Ngọc Thanh Thanh. Tình em như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông. Tình em như sông vắng. Trời ơi, bận áo đẹp như người mẫu. Trời trời gu. Ôi trời ơi, hôm nay sexy. Áo hàng xúc nè mấy chị. Ủa? 500 ngàn. Quán em có bán cà phê, cà phê đen và cà phê đá. Em có các loại dâu má. Dễ thương không? Rồi đeo vút chó mặt sợ lừ. 500. Ủa vậy cái đây là nó đeo cái gì ta? À nó đeo cái tay. Ô nó đeo cái tay mà em không biết. Cái này là đeo cái tay. Không biết mình đeo lên cái cổ hèn chi. Quá, quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Đó, rồi, mấy chị đợi em 1 phút 30 giây nha. Đợi em 1 phút 30 giây. Đó, đồ đi chùa. Mở hàng nha, hôm nay em có 2 mẫu nha chị Hami Nguyễn nha. Hôm nay em có 2 mẫu nha. Tình ơi. Cái gì vậy bảy? Cái gì vậy? Gì vậy anh? Tim nó đập bình bịch luôn á. Ủa em thấy áo mà sao tim anh đập bình bịch vậy? Tưởng là đủ mất, nó chửi tâm bình luôn. Rồi đá đổ dẹp nghỉ rồi đó. Sao vậy? Ủa người ta mặc áo vú người ta like bình thường, mắc gì mình đá đổ dẹp nghỉ anh? Vợ đẹp mà, phải cho anh vợ nó sexy chứ, 90kg chứ nhiêu. Facebook đánh sập luôn. Ý là đẹp quá, Facebook đánh sập phải không? Áo này áo Fendi em có mấy loại lần ha. Rồi, lên. Đưa đồ đi chùa. Ủa, mấy bao hết vậy? 2 bao. Ở nhà dưới 2 bao mà hả? Ở nhà dưới 2 bao, 2 bao, 3 bao anh Tư. Rồi đưa cái bao đồ đi chùa vô đây. Áo đó đem đấu giá đi chị. Mới bận, không bao giờ nha. Nói một câu cho Thảo nghe, không bao giờ. Hàng xuất mà kiếm được những cái con áo dây mà đẹp vậy nó khó lắm. Thiệt nè, nhưng mà tôi đang cho may hai cái mẫu mà hàng xuất mà đợt đó tôi lấy về đẹp mà tôi giấu tôi mặc á, tôi đang cho may hai mẫu đó nha, cho nên cứ yên tâm ngồi chờ đi, sẽ có những cái con ngon hàng ra nè. Khi mà đưa lên mấy chị đâu có thấy nó đẹp đúng không? Khi đưa lên mấy chị hầu như không thấy nó đẹp luôn á, mặc lên nó mới thấy đẹp nha. Hôm nay lên hai mẫu đi chùa, em nói mấy chị là hôm nay hai mẫu đi chùa xuất sắc lắm nha. 260 ngàn, bây giờ ghi giá đi. Má hôm qua cái set sơ mi bán lộn giá. Set sơ mi 280, 290 đi bán 240. Rầu ghê thiệt chứ. Nè mấy chị, cái set đi chùa nhà em hôm nay mà 260 là mấy chị chỉ có từ chết tới bị thương. Anh ơi có đem cái bao rin chiều lấy hàng gì không anh? Cái bao rin với là cái quần ba quần tây hồi chiều mình lấy hàng về đó anh. Chồng lấy giùm em nha. Đây mấy chị. Trời ơi liếc nữa kìa trời. Chị cho may áo dây mà đừng trước dạng giống như ý kiến đó. Mày có thể nói giùm tao cái tiếng Việt được không? Trời ơi hôm qua về hai cái set đẹp mê luôn chị Song Anh. Hôm qua về hai cái set đẹp mê màng luôn. Em nói thiệt, hôm qua về hai cái set là đẹp hú hồn chim én luôn. Đợi tí xíu đây.
Đây ha, túi hai bên đây là quần đen nè. Tôi nói thiệt, hai set đi chùa này tôi đều ưng ý hết nha. Nè, coi vải nè, tôi đưa lên một phát là mấy chị si sập xỉu liền. Đẹp chưa? Nè, đi kiếm set đi chùa nào mà đẹp như nhà Ý Yên nè. Trời ơi, tối nay em cầm, em mặc cái bộ đồ này lên, em cầm cái chuông em gõ mỏ nha. Trời ơi, set đi chùa 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Mấy chị coi Yên nó may, chị may mẫu đó đi nha, đẹp đẹp nha, đẹp yêu lửng. Tụi bay có thể nói cái gì mà tiếng Việt mà tao đọc cái tao hiểu được liền không vậy tụi bay? Nhất là con quỷ Na Nguyễn kìa, nói cái gì mà tao đọc ra một phát cái tao hiểu tao là con người được không? Thiệt, có thể nói cái gì ra mà cho mình hiểu là mình đang là con người được không? Dạ mấy chị nè, làm ơn nha. Trời ơi chị Hammy đẹp á, xuất sắc hả chị ha. Chậm má, đợi em vô em thay cái bộ đồ ra em ngồi em like đó ha. Cái bà không chịu bán á, đâu bán được. Lấy cho chị Hammy, lấy cho chị bộ XL luôn. Rồi còn một bộ màu xanh nữa không nè, chị Hammy coi còn bộ màu xanh nữa đẹp không. Trời ơi 260 nha, nói nghe nè, 260 mà chị My là nhìn cái là suy sụp xỉu luôn. Đây, đi kiếm chỗ nào mà may đồ chùa đẹp như của tôi nha mấy chị nha. 260.000 và có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha quý vị nha. Đây, chị nào mà chốt cái bộ xanh này là hơi cưng. Coi quần nè, coi quần nè, thấy tông xịt tông đẹp không. Trời ơi mùa này nè, đứng im đi, bộ xanh 70kg luôn bây giờ. Yên thay đồ đi chùa đầu tiên đây. Đây em đi thay bộ đồ đi chùa đây. Cái bộ chùa ít lời chị nè. Anh Tư đứng lên nha, Tư. Anh Tư lên là xin sạch xỉu luôn á. Mình mang 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 phù bông yên tử. Chút nào có cái áo này rồi. Lấy tay lờ đi, lấy tay là bộ xanh là chốt cho chị Hammy Nguyễn mở hàng hai bộ cho chị đi. Mình mang 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 thác dân hiền tư. Trời ơi bữa nay nó may bộ đi chùa vải đẹp quá vậy ơi. Bà nội cha 10 năm một dịp á, 10 năm một dịp khen con sưởng tôi á. Chứ từ Tết tới giờ ngày nào tôi nó cũng chửi lộn á. Mấy chị tin không? Mấy chị tin là từ Tết tới giờ ngày nào tôi nó cũng chửi lộn hết á. Nè, mấy chị có tin mà từ Tết tới giờ ngày nào tôi cũng chửi lộn với nó hết không? Không có giảng vải lụa mô Phật. Tối nay con nào bơm hàng Phật không có chữ đâu nha. Mô Phật tối nay bơm hàng em có chữ đâu nha, bơm đi nha. Trời coi nè mấy chị, vải lụa mềm lắm, size nào ra size đó nha. Tống Thị Thanh Vân mặc size L thôi, bộ đen đi chùa của chị Thúy Nguyễn size L đây. Thúy Nguyễn size L bộ đen đi chùa. Trời ơi coi nè mấy chị, trời ơi kiếm đâu mà ra nha. Thúy Nguyễn sọt ra đi anh. Trời ơi nói nghe nè, kiếm đâu ra bộ đi chùa mà đẹp như nhà Ý Yên mấy chị, kiếm đâu ra vậy. Trời ơi là trời, ai size L đó của chị Tuyết Hồng nè. Đây 260 có túi hai bên chị ha. À dạ Tống Thị Thanh Vân lấy bộ xanh. Trời ơi, bộ xanh cũng cưng lắm nha Vân ơi. Nè, thấy nhà chị may đồ chùa đẹp không? Bộ xanh của Tống Thị Thanh Vân size L. Nè Tống Thị Thanh Vân nè 260 nè, bộ đen đang mặc nè Trương Dạ Thảo. Nè quần nè chị Thảo, dễ thương không? Trời ơi kiếm cái bộ đồ chùa nào mà như nhà Ý Yên. Trời ơi chị Trương Dạ Thảo chốt giùm em bộ xanh hoặc là bộ đen kèm số ký nha. Hồ Xuân Nữ nè, Hồ Xuân Nữ bộ đi chùa Hồ Xuân Nữ lớn nhất nè 100kg. Chị Trâm Phạm nè một bộ lớn nhất 100kg nè. Bộ xanh nè, bộ đen nè, bộ đen đúng không? Có bộ màu xanh nữa. Cái này em chưa đăng lên ha, để em kêu xưởng em may thêm mẫu này nè, để em kêu xưởng em may thêm bộ này ha. Em lấy bộ đen 80kg của Trương Dạ Thảo nè. Trời hôm nay đồ chùa về ưng ý quá trời luôn. Tao cái cục XL giấu rồi bây.
Thương dạ thảo nè, 260 nè. Lấy bộ màu đen có rồi chị. Đứng lên coi phơm, trời con quỷ thủy ơi. Nè nói nghe thủy, ngày hôm nay ta nói không có chê phơm vào đâu được hết nha thủy nha. Ngày hôm nay là không có chê phơm vào đâu được hết á. Hai ngày nay, nói cho một phát là hai ngày nay rập về rất là ưng ý. Nhưng mà sáng nay vẫn còn chửi lộn với xưởng là giá lên thì không đưa. Đáng lẽ cái bộ sơ mi tối hôm qua bán là 290-300, cuối cùng bán 240. Nó là quần ống vừa, không rộng lắm nha chị. Quần ống vừa có nghĩa là nó là quần ống suông. Nó là quần ống suông nha chị Hương Bùi. Đây là bộ đen nè, đây là bộ xanh nè. Trời ơi ngày hôm nay về hai bộ đi chùa ưng ý quá trời luôn. Đây là bộ xanh nè. Trời ơi màu nào cũng đẹp nha. Nhưng mà hôm nay cái lon đen này nè, để em kêu nó lấy cái lon đen này về để may những cái bộ mà maxi biển cho mấy chị có tay. Đây mất cái quần rồi, nãy giờ có ai vô lấy cái quần không đây. Đây là bộ xanh nha. Bộ đen là hết size 100kg rồi đó. Bộ đen là đã hết size 100kg nha. Đây mấy chị, ống này là vừa chứ không có rộng mà chà bá lửa nha. Ngày hôm nay về hai bộ chùa, trời ưng ý quá trời luôn thiệt á. À, đừng bắt tôi mặc áo rồi, đừng có bắt tôi mặc đồ có tay. Mặc đồ có tay vô trời giống như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa dòng sông xanh lắm mấy chị ơi. Nghe, nhớ không? Bây giờ mấy chị đừng có bắt em mặc đồ có tay. Nó mặc đồ có tay vô nó mênh mênh mang mang phù vân yên tử lắm. Em nói thiệt. Gọi lên tiếp cho mấy chị ha. Quần chế bộ 2X nè. Bất tử bộ 2X nè. Kìa cây lúa cành dâu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn rau. Trời ơi, bích thủy nè. Bộ bích thủy 2X nè. Hôm qua chị Song Anh chị hỏi cái này nè. Nè chị Song Anh. Trời ơi, hôm qua 2 set về em nói hết trong một cơn mưa luôn ở đây. Nè chị, cái tay nè. Cái tay nó cũng đẹp nè ha. Cái áo phơm nó cũng đẹp nè. Nói chung là cái áo phơm đỉnh lắm. Cái áo phơm đỉnh của đỉnh luôn. Bộ này là 240. Và bộ sơ mi em sẽ bán lên 20 ngàn là 260 nha mấy chị nha. Nội cái áo sơ mi không cũng đủ tiền. Bộ này là 240 nè. Thôi giờ bán 24 luôn, lỡ cả mẹ nó đi. Lỡ cả mẹ nó mấy chị. Chị nào chốt bộ đi chùa thì chốt đi chùa ha. Chị nào chốt mà gì quên rồi, chốt bộ chốt giùm em bộ trắng chữ U thì chốt giùm em bộ trắng chữ U nghe mấy chị nha. Bộ trắng chữ U là 240 ngàn trắng chữ U. Chị nào chốt bộ trắng chữ U thì chốt lên giùm em trắng chữ U kèm số ký nha. Trắng chữ U kèm số ký. Bộ yên mặt là 260, nó có hai màu chị. Nó có một bộ màu xanh và một bộ màu đen giống như em đang mặc là bộ đi chùa nha chị. Đi chùa hay mặc nhà gì mấy chị muốn gì mấy chị muốn à. Chứ mình không nhất thiết phải là đi chùa, mà mình cũng không nhất thiết là phải bộ mặc nhà. Nhưng mà tại vì khi em may ra em định hình nó là bộ đi chùa thì nó sẽ là bộ đi chùa. Còn mấy chị lấy bộ đi chùa, lấy bộ nào chị Hiệp Huỳnh, bộ trắng cổ chữ U 75kg đúng không? Đây nè, bộ màu xanh nè, giống như Yên đang mặc luôn mà màu xanh. Giống y nha, như Yên đang mặc luôn mà màu xanh nha mấy chị nha. Đây, giống Yên đang mặc mà màu xanh. Đây mấy chị. Chị nào chốt cái nào thì báo em ha. Xanh, đi chùa xanh hoặc là đi chùa đen. Còn chị Hiệp Nguyễn lấy bộ đó. À, trắng chữ Y, trắng chữ U, Hiệp Nguyễn trắng chữ U nghe chị chứ không phải chữ Y. Chữ Y nó không ra cái cổ đâu. Nè chị Hiệp Huỳnh nè, Hiệp Huỳnh 240 ngàn trắng chữ U. Chị nào chốt trắng chữ U nữa thì lên giùm em trắng chữ U nha. Hôm nay về áo khoác cho mấy chị nha mấy chị nha. Hôm nay về áo khoác cho mấy chị. Công nhận không? Đồ nó làm mấy cái đồ trang sức mà dễ thương ha. Bộ chùa 260 chị Nguyên Đào. Chị Nguyễn Đào bộ chùa 260 kèm màu xanh và kèm màu đen em đang mặc nha mấy chị nha. Đó, ai đi chùa xanh quần giống em không? Ở em mặc giống như quần dài nó nóng mà sao hồi em cũng xăng lên nè. Ờ giống bị khùng vậy đó. Thông cảm đi nha mấy chị nha. Thông cảm. À mai gửi hàng đi chứ. Ừ thì thích thì tối nay gửi thôi, tại vì mấy chị ngày nào cũng trong live. Mai gửi cho, tối nay gửi cho Vân cho nha. Bộ chữ U quần váy, nó là quần váy chị Kiki.
Em đâu bao giờ em may chân váy đâu. Mình người mập mình mặc chân váy mà mình ngồi vậy là hồi nó ló nguyên con chim mới dỉnh lên. Mình mập mình đâu có mặc chưa, mình mập mình đâu có mặc quần váy được, mình đâu có mặc chân váy được chị. Anh ơi để trên kệ cho em nè anh. Để trên kệ cho em Bi. Ở trong này có một bộ trắng mà 220 hình như bộ này ha. Cho bộ đi chùa màu xanh của chị Tuyết Hồng nữa không? Để em coi, chúng em coi tin nhắn chị Tuyết Hồng đặt cái gì thêm nè em. Em để đi luôn. Hai L của chị Tuyết Hồng không? Người nói đi đêm đêm vòng xa, rồi mình chém hoa tăng 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 tăng. Đêm vũ trường anh đâu em nè. Tuyết Hồng nè, 206 nè. À, lên tại sao không có báo vậy chị gái. Em đặt thêm ở quần mặt giấy màu đen. Dạ đây có nè chị, quần mặt giấy màu đen nha. Em còn một tấm thảm mà lót lót nệm á nha. Có chị nào lấy thì báo em ha. Quần mặt váy màu đen nè. Hổm giờ chị cô Tông, hổm giờ chị Tuyết Hồng lấy quần cô Tông đen chưa nè, coi nè nè, 5 cái 180 mà đã đời lắm nha. Bữa giờ chị Tuyết Hồng lấy cái quần này chưa, chưa lấy thì tranh thủ lấy đi nha. Em nói là quần này sướng lắm, ba cái quần mặt váy của chị Tuyết Hồng nè, quần đó mặc sướng kinh khủng luôn. Ủa đâu rồi ta? Chờ anh chút em quay lại em ấy. Quần mặc váy nè. Em lấy quần đó rồi đẹp. Cho coi áo trắng và chị Chu chờ em chút xíu nha. Quần mặc váy là 65-100kg, 3 cái là 150.000 của chị Tuyết Hồng nè. Quần này chị Trâm Phan 95kg mặc sướng lắm. Cái này là bộ đi chùa chị Hải Châu. Đây là bộ đi chùa nha mấy chị nha. Trời ơi đẹp ha mấy chị ha. Bộ này là bộ đi chùa nha. Trời ơi đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Chị Hải Châu mặc size L đi, 60kg. Nè quần mặc váy nè chị Trâm Phạm. Chị Trâm ơi quần mặc váy này á, mình mặc nó nhẹ lắm. Nó không có bị hâm hán, không bị hâm chim. Nó không có bị hở credit. Nó không có bị... đại khái là nó sẽ chống là lông bay lẻ tẻ, lông bay lung tung, 3 cái 150. Đó, cái này là phải kêu xưởng may size M mới chị mới được. Đẹp hả chị ha? Trời ơi, bộ đồ mặc cưng quá trời. Em có màu xanh nữa nha mấy chị. Em có màu xanh nữa ha. Bộ này em có màu xanh nữa nè. Đây, có xanh nữa nè. Đó, chị nào chốt gì chốt. Cái bộ gì đây à Bi? Bi mới quăng vô cái gì vậy? Chị cứ phải bộ hay... Rồi, lấy chị bộ L đi. Dạ, 3 cái 150 gì vậy? Không phải L. Lấy bộ L quăng ra cho anh Phước giùm chị. Ủa hồi nãy em có đưa đôi giày ra cho anh Phước để trên kệ không vậy? Tại có khách đặt rồi nè. Ủa cái đôi 500 rồi đưa ra rồi. Không, một cái đôi trắng nữa. Ủa em không đưa anh lên kệ, đưa bỏ anh kệ hả anh? Hình như nãy bỏ nhà dưới hả ta? Hả? Bỏ nhà dưới hả? Không, 100kg mua cho má em. À, quần không phải quần nhung quỳnh bình thường. Trăm thảm. Coi thảm đi. Dạ đợi đợi em mở máy. Đợi em mở điện thoại lên cái nha mấy chị. Đợi em chút. Ủa em đem cái đôi giày đó lên rồi ta. Bi có đôi giày nào ngồi đó không vậy? Đôi giày mà 220 chiều nay á. Ba cái quần của ai vậy? Ba cái quần của Trăm Thảm phải không? Ba quần của Trăm Thảm nó một size à. Ba quần của Trăm Thảm 150 nè. Ba quần Trăm Thảm 150 nè. Bộ đi chùa XL của chị Tiến Nguyễn Thị nè. Màu đen hay màu xanh chứ ơi? Cái gì ạ? Màu đen. Rồi Tiến Nguyễn Thị 206 nè. Lấy 3 quần mặc váy của chị Trâm Phạm lấy rồi. Chị Thủy Tiên ơi, chị lấy gì vậy chị Thủy Tiên? Chị Thủy Tiên ơi, lấy gì báo em nha. Nhà em bán hơi chậm tí xíu mấy chị à. Đừng buồn nha. Nhà em công nghiệp lắm, nhún như gà. Ai Thủy Tiên hả? Thủy Tiên. Trời ơi hai, bộ này bộ đi chùa nhức nách lắm. Thủy Tiên Trần nè, hôm nay về xếp nào cũng đẹp. Thủy Tiên Trần hai bộ nè. Nè Thủy Tiên coi bộ xanh nè. Bộ xanh đẹp không? Bộ xanh quá trời đẹp luôn. Thủy Tiên Trần nè. Người nói đi đêm đêm phòng trà.
gì ta, quần mặc váy, các chị nào lấy quần mặc váy không thì báo em nha. Quần mặc váy thì 3 cái 150 ngàn. À bán 2 cái cũng không bán nha mấy chị nha. Tại vì cái gì lợi ích thì mình sẽ bán gì số lượng nha quý vị nha. Cái gì, cái này là bi mới đưa cho chị á, phải không? Bộ này là 220 nè quý vị. Bộ này 220. Mới còn đôi giày lên đâu ta. Bộ này 220 nè mấy chị, đẹp không? Em nói cái bộ này lên form là hơi bị dễ thương luôn nha mấy chị nha. Bộ này lên form dễ thương lắm, bộ này 220. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Bộ trời ơi, giọng con nào ghê quá. Giọng nào ghê quá. Đây nè mấy chị, bộ trắng kèm với lại quần đùi, bộ này là 220 nha quý vị nha. Bộ này là 220 ngàn. Chị nào chốt cái bộ trắng này thì chốt giùm em bộ trắng 220 nha. Bộ trắng quần đen 220 kèm số ký. Lúc nào cũng có tổng cộng 4 size hết á. À chị Trâm là 7 mấy ký, 7 mấy 80 ký. Mà mẹ chị Trâm thì 9 mấy ký đúng không chị Trâm? Ồ, bỏ trên kệ cho em, chút nữa em giao hàng cho khách đặt hàng. Chị nào chốt bộ này thì chốt nha, lên áo khoác sọc baby. Lên áo khoác sọc rồi chị. Rồi lên áo khoác sọc 220 nè mấy chị. Áo khoác sọc này là của xưởng nhà em, có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Chị Tuyết Hồng nó coi cái thảm mà bi, qua cái thảm lại. Bộ đi chùa màu đen với quần, với một cái quần mặc váy. Chị Trang có thể lấy giùm em 3 cái quần mặc váy được không chị? Lấy bộ màu, bộ đi chùa màu đen đi. Đây. Chị có thể lấy giùm em 3 cái quần mặc váy được không chị Lê Trang? Nè, tắm trải thảm nè, em nói chị nghe. Chị đi ra shop không bao giờ có cái giá 350 này chị Tuyết Hồng. Nè chị, em nói chị nghe, nó rất là mềm nha. Mềm cực kỳ. Mềm và mịn lắm mà chỉ có 350 mà nói nghe nè, chỉ có một tấm thôi. Đi kiếm thêm tấm nữa cũng có. Em nói chị nghe, cái này mà về trải dưới cái ghế salon á, chỗ cái bàn khách đó. Mê mẩn luôn. Ha. Mê lắm luôn. Cái tấm này nè. Em nói thiệt á, còn đúng 2 tấm. Lấy giùm một cái hả? Trời ơi, này ép Lý Nhã Kỳ dễ sợ, nhờ có bộ đồ chùa á nha. Nè anh bỏ cho chị Lê Trang đi thêm 50 ngàn nữa nè. Lấy chị Hải Châu con này nè. Nói cho mấy chị biết là, tại vì nói thiệt là chốt được 2 bộ đó. Một bộ để dành 350. Bộ này mà để dưới ghế salon một cái là chết mẹ luôn. Đừng có nói gì hết trơn á. Không yêu đừng bao giờ nói lời cay đắng. Ok, chia tay. Đi bỏ chung với chị Trinh rồi. Bỏ chung với chị Trinh rồi. Lên áo phát nè. Để em lấy đúng size của em nha. Lên áo khoác 220 cho mấy chị nè. Nhà em không có salon. Đâu có gì đâu, sorry chị. Đâu có gì đâu, sorry. Chị thích coi gì coi đó. Đừng kêu bắt em cởi mặc áo vú coi được à. Vậy nó gớm gớm một chút. Tự nhiên sao em bị nhức cái bên sườn phải. Nè mấy chị coi, coi cô Tông nè. Ha. Coi cô Tông, coi cô Tông sọc nè nha mấy chị nha. Nè ha, mấy chị coi áo khoác giùm em nha. Nè coi áo khoác giùm em nha. Con này là mùa này mấy chị đi nắng là nhức nhói. Size này size XL là size của em nè. Mà áo khoác này nó có tổng cộng 4 size. Ủa thấy vú em rồi hả? Nè chị. Vậy mà em tưởng cuộc đời em có mình bảy thấy được chứ. Áo vú về chưa? Gán hay gán hay. 260 chị Kim Tuyết lên, nó có hai màu. Màu em đang mặc và màu xanh nha chị Kim Tuyết Lê, đây màu xanh nè. Đây, đó. Trời ơi, trời ơi. 60 đến 70 kg một size, 70 đến 80 kg một size, 80 đến 90 kg một size và 90 đến 100 kg một size áo khoác sọc nha. Áo này là xưởng nhà em. Cho nên mấy chị lấy thì vô tư nha mấy chị nha. Size thì thoải mái nha. Nói một câu cho biết nhẹ nhàng vậy đó. 220 ngàn một con. Trời ơi, em mới kiếm được một. Tối nay có về. Hello Thanh, chị Thanh Kim Lan. Tối nay em về, nó nhỏ nè. Em về được mười mấy gần 20 cái quần riêng nó nhỏ hay nè. Với lại mười mấy 20 cái quần tây mà. Mà sao ta, em không có giải thích được. Mà nói chung là nó làm sao, nó đẹp lắm mấy chị. Ờ, là áo sọc này là 220 nha. Đó, nó có đủ size luôn nha mấy chị nha. Dưới 70 kg, không có túi trong. Nhưng mà em nói mấy chị, mùa này là mỗi chị phải có một con khót này nha. Để làm gì thì em chưa có biết để làm gì hết trơn á. Mặc đi biển cũng được đó, mặc đi tắm nắng cũng được.
nha mấy chị nha, mặc đi biển cũng được mà mặc đi tắm nắng cũng được. Về kéo đi, cho cái dây kéo cho nó trơn chút ha. Con này có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha. Rồi không ai nói chuyện với em luôn hả cho chị. Hot size L của Nhung Trần nè. Bà Nhung Trần này bà dễ thương lắm, mà đợi bill tôi để mấy ngày không mua. Đợi bill tôi vừa để khẩn cái là bà mua. Nè Nhung Trần 220 nè. Lấy có 100kg của Phương Thảo nè. Con này phom rộng lắm nha. Con này phom rộng. Phương Thảo Bình Phước nè 220 nè. Đó Phương Thảo Bình Phước 220 nè. Ai mà chưa lấy bộ đi chùa thì làm ơn lấy đi nha. À, đồ đi chùa người ta may trước Tết, đồ rầm rầm ha. Còn em thì ủ má, người ta gần hết tháng Giêng mới ra đồ đi chùa. Em cũng nghịch đào lắm mấy chị. Em không có theo trend của người ta gì hết trơn. Em cũng nghịch đào, em cũng chướng khí lắm. Em cũng chướng khí đủ lắm thiệt ha. Có chị nào lấy áo khoác nữa thì báo giùm em áo khoác nha mấy chị nha. Đây áo khoác 220 ngàn. Áo khoác đủ size, yên may quần tây ống suông dải. Lên đủ màu để mặc với áo kiểu đi tiệc bán đi. Bán không được, mấy lần rồi ế ôm lô luôn. Chị tin không? Lấy em set áo trắng công chúa và set áo trắng chữ U. Đây em lên cho chị coi luôn nè. Nè, set áo trắng chữ U của chị Song Anh nè. Form này là form của chị Song Anh. Cho em xem đồ đi chùa. Đây nè chị, em đang mặc nè chế. Ý Duyên đang mặc đây, kèm với quần đen đây, với lại một màu xanh nữa đây. Chị Thanh Kim Lam, bây giờ chị có chốt số ký thôi. Là chị một bộ này chữ U nè. Chị mặc size L đi cho nó đẹp. Chị Song Anh đừng mặc XL. Nè, một bộ của chị Song Anh nè ha. Tình ơi sao đi mãi, cuốn trôi bờ mưa giông. Chị Song Anh nè 240. Nè, đáng lẽ là cái bộ sơ mi đó là 290-300 đấy mấy chị. Được cái con xưởng em nó được lắm. Thiệt, được cái con xưởng em nó được lắm. Ngày nào mà cái lô hàng đó em bán được là coi như nó không đưa giá lên, là em bán y giá cũ là coi như nó đưa lên là phải 50 ngàn bộ. Em nói thiệt, được cái con xưởng em nó có tâm lắm mấy chị. Thiệt, có nó em cũng nói luôn nha. Ngày nào em nói với nó cũng có chuyện để nói hết trơn á. Không có ngày nào mà em với nó không có chuyện để nói hết á. Một lần cãi lộn với nó là bắt đầu từ ngày mai nha. Là em may giải ra, em làm rập, em may lên cho chị duyệt em mới may nha. Xong rồi tao lơ qua lơ lại, đù ghê lắm lận, nó phi ngựa lên nhà em xong kêu chị ơi em quên đem mẫu à. Nó lên nhà em nó có mục đích là đem mẫu cho em, xong nó lên tới nhà em nó mở cửa ra nó kêu chị ơi, nó cười cái chị ơi em quên đem mẫu chị ơi. Nói thiệt, em nói thiệt chứ không phải em kể quá đâu nha. Em đang kể rất là xác thật luôn á mấy chị. Em kể xác thật cực kỳ. Mấy chị không tin mấy chị, bữa nay mấy chị còn điện thoại mấy chị hỏi nó đi. Đang kiếm bộ này cho chị Song Anh nè. Baby đứng dậy kiếm bộ này size L, bên sao chị kiếm nãy giờ như này là phải bao này không? Bộ đâu rồi ta? Cái cục này size L đâu rồi nè? Cái cục viền nè. Rồi size L của chị Song Anh luôn. Size L của chị Song Anh 240 luôn. Đồ đi chùa có mấy mẫu? 2 mẫu. Set áo trắng bọn ai cũng khen hết nha. Nhìn yêu lắm, tiếc khi gặp chị trễ. Trời ơi từ từ chứ gặp gì trễ. Gặp giờ cũng đủ đổ nọ rồi. Còn gì gặp trễ gặp sớm. Có 2 mẫu lên nhân Nguyễn Phương Nam. Một bộ là size L ha. Đây, một bộ là màu đen nè Nguyễn Phương Nam 260 nè, giống như em đang mặc. Và một bộ là màu xanh nha. Và một bộ là màu xanh. Đây đẹp không mấy chị? Bộ hàng xuất không có còn bộ nào đâu đây. Đây là bộ màu xanh, bộ màu xanh đẹp lắm nha Nam. Nam có lấy thêm thì lấy ha. À, em Huỳnh My lấy cho bộ chữ U 80kg. Nè chữ U 80kg nè. 240 chữ U 80kg của chế Huỳnh My nè. Bộ trắng chữ U của chị Ren Nguyễn. Ô mấy chị này thích chữ U đúng không? Đúng không? Thích chữ U đúng không? Nói đi. Chữ U size L của Ren Nguyễn nè. Nè Ren Nguyễn 240 nè, ngày nào tôi cũng nói xấu xưởng tôi hết á mấy chị. Cũng ngày nào tôi không nói xấu hết á. À, xét chính tắc hả chị Phụng Tỷ. Hôm nay em về áo khoác với lại hai mẫu đi chùa. Tết em làm hết mười mấy bộ như chị Yên bán mà hàng không bằng toàn.
tết em làm hết mười mấy bộ cho chị, mặc một bộ này là đủ rồi nè, nói thiệt luôn á. Cái giờ em chị mua mấy bộ rồi nha, chị mua mấy bộ rồi nói nghe, mua mấy bộ xong bán lại trên live lỗ 100 ngàn. Hàng xưởng á, hàng này là cái nào, nãy giờ là hàng xưởng nhà em không á chị. Bộ đi chùa mua về xong mặc cái nó bị ngắn cũng cỡn, nó bị dính, nói chung là nó kỳ lắm, nó không có được cái form giống giày đâu. Bộ chữ U áo trắng quần dài đen đi chị, đang báo xưởng rồi, may áo đen quần dài đen với lại áo bò quần dài đen là bộ chữ U á. Tại vì cái áo của chữ U cái form nó đẹp lắm, cái tay cũng đẹp nè mấy chị, cái form cũng đẹp nè ha. Chân váy quần nè, không phải cái này cái quần em đây, chân váy quần nè, em đang hóng mấy bộ đó chín tất hoặc dài để mang đi làm ở ngoài. Mấy bộ này á hả, đang đợi. Tại vì chị xem bộ trắng sau lưng, đây là bộ trắng, không phải bộ trắng, cái này là sơ mi chị My, cái này là sơ mi nha. Đó thiệt, chị thấy nhiều chỗ nó đang đầm lên đẹp, chị đặt mấy lô hàng luôn á. Thảo Huyền Trương toàn đi bằng năm ngói nha, không nói năm nay, nói năm nay là mất dạy. Một bộ chữ U của Đỗ Thị Thu Phương nè, size L, size 60kg đến 70kg nè, 240. Sao mang kính mỗi lần lại đi tháo kính ra vậy chị? Nó không thấy chị trau dớt, có nghĩa là giống như mình vừa em mà bình thường bị cọng nhỏ, giờ mà bây giờ mình lớn á, mình cái kiểu mình cũng đang viễn, đang loạn thị á chị, nhìn trai quá, kiểu nhìn trai quá, cái nhìn gần vậy là mới thấy đó chứ. Áo thun trắng Quảng Châu còn Mỹ Dung mà giờ hiện giờ nó không nằm bên này, ở dưới đó nó còn cái bộ áo nam với lại cái áo trắng Quảng Châu á anh. Bộ sau cái sơ mi thôi, bộ này 220 nè chị Huỳnh My. Áo caro có cổ kèm với lại quần đùi ha, bộ này là 220 kèm số ký giúp em nha. Nói chung là đang ra chính tất, mấy chị đợi em đi, xưởng em nó mới vô quy trình thôi. Đây nè chị Huỳnh My ơi, chị khách mới hả? Bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Anh chỉnh cho em mấy quạt không có một cái chút mát luôn á anh. Nó nóng quá trời luôn. Áo hàng là hàng Quảng Châu về nhưng mà giờ không ở bên này, không ở bên kho này nha mấy chị nè. Em nói với mấy chị 70 đến 100 kg mặc vi vu luôn, có 120 nghèo mấy chị coi Quảng Châu nè. Cái mà ở đây mà em về cái lô Quảng Châu em ưng ý là gì? Là cái vải nó đẹp gấp trăm lần cái con áo 120 em đang bán. Không, cái đây là em nói thiệt cho em, không có nói giỡn, mà nó có size tới 100kg cho mấy chị nữa. Đó là nói thiệt, không có nói giỡn nè mấy chị. Nè, về mặc thử cái con quần sọt, con quần mặc váy hay là quần rin hay là cái gì vô đi nha. Một trời, một giật ha mấy chị ha. Một trời và một giật. Ok. Ok vô, ok chưa? Nè, em có hai cái đồ nam bên này nè. Một cái là size dưới 85kg. Một cục là size dưới 75kg. Thứ ba áo là 201. Áo thun cổ tròn cá sấu của nam bình thường thôi. Ba cái 201 dưới 75kg. Ba cái 201 dưới 85kg. Mà mấy chị thấy có rẻ không? Ba cái tính ra cái có 70 ngàn à. Chưa kể là trong đó em phụ ship nữa. Hồi nãy chị nào đòi coi lại áo áo khoác báo em. Coi lại áo khoác báo em nha. Báo em lên áo khoác cho. Hồi trưa ai hỏi em da heo ta? Chị Thanh Thảo Quảng Ngãi hả? Chị nào trưa nay hỏi em da heo ha? Ăn nữa hả anh? Anh ăn hoài, anh đây còn mấy hũ bé mà ăn hoài. Thì cũng cỡ đó đó. Đúng rồi chị, mấy cái mang không vừa mà ngắn nữa. Sao mang không vừa ngắn đó chứ, em thấy form nó đẹp quá trời thiệt. Một mình em gần mười mấy cái á chị Thảo. Chị Thảo lấy mấy cái này nè, chị Thảo lấy cái Quảng Châu này nè chị Thảo. Ổng ăn mà em muốn đổ nợ luôn á chị, đừng nói gì hết trơn đó. Ai cũng biết hết trơn á, chứ không phải đâu. Ai cũng hiểu chị, một người không hiểu. Nên có một gã khờ, giả 60 ngàn chị. Nên có một gã khờ ngậm nghịu đứng làm thơ. Tèo tiêu tiêu. Giờ mấy chị muốn bán gì đây? Thiệt giờ mấy chị muốn bán gì đây báo em. Em dọn bớt cái này, cái giờ em không có biết xây sở đâu, để lên cái hàng này kìa. Anh ơi, lên cái bao jean với bao quần tây vô đây đi. Mấy chị nói nghe nè, cái hàng này là hàng độc á. Chỉ có một bao này thôi cho nên mấy chị tranh thủ ha.
Mấy chị tranh thủ đợi em kiếm cái thước dây à. Bà nội cha nhà em để đồ như cái đồng á. Giờ đi kiếm thước dây sao nó vất vả dữ không biết nữa. Lấy quảng châu rồi. Một hộp à, lấy cái quảng châu đó à. Ổng bán hộp mà ổng còn kêu nè chị về mặt thử một cái đi rồi ưng ý thì lấy thêm ha. Nè chị Phương Thảo 120 nè. Bây giờ lấy hộp da heo, Bi lấy băng keo quấn lại cho chị Thúy Nguyễn nè. Nè bây giờ lên nguồn đen nè, đợi em chút xíu đi, em kiếm cái thước dây đã nha. Em kiếm cái thước dây rồi em lên cho mấy chị được không? Đợi em đi. Đợi em về. Chờ em mai sao em đi đâu rồi, trốn nợ chứ đi đâu má. Trời ơi đâu trời. Thiệt chắc tôi đi chết luôn quá. Đây đây đây, thước dây đây. Hôm nay có lên đầm không hả chị? Hôm nay có lên đầm không? Đầm có mấy mẫu em đăng sẵn hả chị? Đầm nè, hỏi giờ chị Thanh Hương lấy cái đầm Dior này chưa? Về cách đây 2-3 bữa nè. Nè, đầm Dior nè. Về cách đây mấy bữa? Hai mấy chị ha. Con này vải co giãn hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Con này vải co giãn hơi bị đẹp. Nhiều lúc thiệt chứ muốn gom hết hàng trẻ con tưởng em làm cho nó chết ong chết bà nó luôn chứ em mệt mỏi quá. Đợi mai em mốt gom cái đồ lại xuống cho nó lại đi. Tính áo gom xuống. Nè nói nghe nè. Cái quần tay này với là cái quần jean này là nó số lượng nó có nhiêu đây thôi nha. Cho nên ít rách lắm. Ít rách cực kỳ. Ha. Lọt vô được con áo nè. Áo 120 ngàn có một con thôi mấy chị coi phơm đẹp không? Chị Phương Thảo hoặc Bích Thủy lấy con áo này đi. Có một con mà đẹp lắm. 120 ngàn. Size này 70 đến 95 kg nha. Lấy con đầm Dior size 100 kg. Có cái bao đầm nằm đâu? Dưới hay trên? Đây nè. Đầm nâu nè. Con này vải co giãn. Nãy thấy mặc áo dây đen ù. Người ta xin này. Nè, làm ơn coi cái phơm nè. Ủa sao đầm mà bỏ cẩm ta. Đưa ra kia luôn à. Quần tay đen 70kg. Đây đây đây, chuẩn bị lên đây. Áo chị đang mặc 88kg. Cái này là bộ đi chùa nguyên bộ nha chị Thúy. Nguyên bộ đi chùa nha chị Thúy nha. Nguyên một bộ chị Thúy lấy cái này là một bộ 260 kèm số ký. Lấy size 3X cho chị Phương Thảo. Nè, mấy chị coi 120 là tại sao em kêu mấy chị lấy. Tại vì nó dễ thương lắm. Ha. Đầm Dior 75kg của chị Trung Hằng luôn. Chị Trung Hằng là khách mới đúng không? Rồi đọc quy định khách mới bên em luôn. Tặng tôi áo yếm đi. Ồ, tao tặng ông Bảy đó, mày lô mày lấy giùm tao cái đi. Chứ tao không còn gì để tao tặng mày hết á. Bốn quy định của shop Ý Yên nè. Chị lấy cái quần số đại em nhận 13X mà không vừa chị. Cái 101 mặc vừa đẹp 120 ngàn của chính Nguyễn Thị nè. Lấy quần số đại trời lét jean mà sao không vừa được chị. Lét jean đó 100kg mặc thoải mái luôn. Áo 128kg. À xin lỗi chính Nguyễn Thị không phải nha. Không phải nha. Không phải chính Nguyễn Thị đâu. À lấy cái áo 120 á phải không? Biết rồi. Áo chị đang mặc. À chị Thúy Nguyễn nói áo đang mặc á hả? Áo đang mặc này có size, có nguyên bộ ha. Cái áo 120 của chị chính Nguyễn Thị chưa? 120 của chính Nguyễn Thị. Tặng áo 128 vừa. Áo 120 khách lấy rồi. Còn nãy chị đang hỏi là cái bộ của em có size 88kg. Em có size dưới 70kg nè. Dưới 80kg nè, dưới 90kg và dưới 100kg nha. Ok Siro chị lên quần nè Siro. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Em có một cái con quần legging thể thao có túi nè. Một con. Bán con này cho mấy chị 100 ngàn. Nè mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi ống nè, con này chị đào dưới 85kg, hốt 60 đến 85kg nha. Chào bà chủ vô nghe like giải trí rồi hồi giờ rảnh nè. Em từ Facebook không tên qua. Em từ Facebook không tên qua. Em từ Facebook không tên. Hôm qua thử rồi quần không vừa. Vừa, chị tin em đi, em lấy cái quần mà 6 mấy kg mà em thử còn vừa. Chị có quần legging là chị không thể nào mặc rộng đâu nha. Quần này là 60 đến 85kg có một con nè. Một con quần xám. Một con quần xám duy nhất. Legging không thể nào không vừa mấy chị. Chị Hoa Nguyễn kìa. Chị Hoa Nguyễn đích chà bá. Bích Thủy đích chà bá vẫn vừa mấy chị. Em nói thiệt mà em bán hàng là 4 năm rồi. Không phải 1 năm. Không có cãi nhưng mà legging không thể nào không vừa. Đây.
Quần này 100 ngàn màu lông chuột nha. Chị nào chốt lông chuột chốt lên giùm em quần lông chuột ha. Chiếc Nguyễn Thị lần trước cái vụ quán mà. Vụ gì? Đưa tin nhắn này đây. Tìm chị như thể tìm mẹ đi chợ. Quần 100 ngàn của Ngô Tú Linh. Vụ buổi sáng không bỏ tiền ra nè. Chị chính Nguyễn Thị nói nghe nè. Nói theo cái tư cách mà có con người lịch sự đang nói chuyện với một cái người mà lớn như chị chính Nguyễn Thị. Từ bưu cục mà đi xuống chị giao hàng. Từ bưu cục mà đi xuống chị giao hàng cái bill 170 ngàn mà 9 giờ 30 sáng xuống. Mà chị kêu giờ đó buổi sáng chị không ra tiền rồi chị. Không cho ra tiền thì chị mua làm gì chị. Không ai bán chị được đâu. Đây là em đang nói cực kỳ lịch sự luôn. Lấy cái áo 120 đưa qua cho Cát Phượng. Chốt lên giùm ở trên cái bill Cát Phượng là chờ đôi giày sandal Quảng Châu về. Chị nghĩ sao mà cục hàng này xuống chị 35 ngàn, dội về 35 ngàn, em trả 70 ngàn. Quần của Ngô Tú Linh 100 ngàn. Chị nghĩ sao mà 9 giờ 30 mà chị không cho ra tiền shipper là chị mua gì trên mạng được chị? Đây là em đang nói chuyện với tư cách là chị là người lớn, em đang nói chuyện rất ư là lịch sự luôn á. Mà mấy chị ở đây công nhận một điều không? Trừ khi mùng 1 là từ khi mùng 1 Tết mấy chị không cho ra tiền, nhưng mà mấy chị ra đường mấy chị có lì xì con cháu không? Có. Ở đây đừng có quan niệm mà không cho ra tiền. Nhỏ đi hồi ship mười mấy cây số chạy xuống. Nhỏ gọi điện cho em, chị ơi em chạy xuống đây tới mười mấy cây số mà giờ chỉ kêu sáng không cho ra tiền, giờ cục hàng giải quyết sao? Má mình biết giải quyết sao? Thôi hòn hàng về đi em khỏi bán. Mấy chị nghĩ sao ạ? Nè, mấy chị bơm hàng em, mấy chị bơm đi. Nhưng mà mong rằng lấy cái tiền mà bơm hàng của em ship 70-80 đó làm ơn mua được 5kg gạo cho người nghèo nha. Còn nếu mua được tiền mà lấy gạo tiền đó mà mua cho gạo cho người nghèo, mua bánh cho người nghèo thì nghiệp đó mấy chị nhận em đơn giản lắm. Ha. Bộ chị đang mặc vải không co giãn, chị Thúy nó giống như lụa vậy đó. Nè đưa điện thoại cho anh Phước. Trời bán hàng gặp nhiều cảnh máu sôi lên lắm. Đặt giùm địa vị cho nhau đi. Rồi hãy cư xử nha. Đặt ngược lại địa vị cho nhau đi. Đặt vào địa vị là gia đình mình. Gia đình mình không biết là đời mình sao, nhưng mà đời con mình đủ má nó đi shipper á. Nó chạy mấy chục km, hai trứng giái nó chín luôn. Hai trứng giái nó chín luôn. Chị có quần số lớn luôn không có. Chị vừa quần kéo lên không vui. Chị ơi quần có số lớn hơn không? Lấy thêm hai cái nữa. Vậy chị Thanh Kim đợi em đi. Em đang may một lô legging mới nhưng mà hàng xịn hơn. Đây giờ lên quần nha. Mà mấy chị nói nghe nè. Quần này là nó là dáng quần tây. Nó là dáng quần tây phơm dài. Và quần này là 190 ngàn. Chị Trung Hằng ơi vô cho em địa chỉ số điện thoại gì Trung Hằng ơi. Chị Trung Hằng ơi vô cho em số điện thoại. Không. Tôi là vậy á. Shipper gọi điện mà muốn khóc luôn á. Em là cái người giải quyết cái bill đó là chị Chính Nguyễn Thị. Chị nói buổi sáng chị không nhận hàng. Hàng hóa mà buổi sáng không nhận rồi chị nhận buổi nào nữa. Không, em là thua. Em cái đó kỳ lắm. Cục hàng đi 70 ngàn, 35 ngàn đi về 35 ngàn. Quần này là quần tay nè, em không bán cho mấy chị giá 200, em bán cho mấy chị 190. Nhưng mà nói nghe nè. Quần này form đẹp lắm nha. Nè. Quần này form đẹp, nó là form của thằng hàng xuất cho nên mấy chị lưu ý nha. Cái con quần hàng xuất nó lên chỉnh form lắm. Nhưng mà có size lớn luôn nha mấy chị nha, có size lớn luôn. Cái này là gu nhỏ nè. Chị nào mà gu nhỏ thì chốt con này, gu nhỏ là có nghĩa là dưới 70kg á. Còn chị nào trên 70kg thì để em lấy cái size đại ra ha. Nè mấy chị, cái con quần này nhất là mấy chị đứng lên ngồi xuống không bao giờ tẹt vải nha. Cái con quần tây này nè, mấy chị đứng lên và ngồi xuống không bao giờ bị tẹt vải. À, không bao giờ bị tẹt vải. Em bán ít cũng được, nhiều cũng được. Mấy canh 3 giờ khuya. Em bán ít cũng được, em bán nhiều cũng được. Nhưng mà làm ơn mua hàng lịch sự là được. Với lại đó, ví dụ mấy chị có chuyện gì, hay là mùa này dịch nè, mấy chị có chuyện gì cứ nói em. Cứ nói thẳng với em có cách giải quyết cho mấy chị. Và em giải quyết không bao giờ để mấy chị thiệt ha. Chứ mấy chị đừng có hành hạ shipper. Con người ta nhận hàng ship á. Con vậy bà cũng nghĩ ra. Con người ta nhận hàng ship cũng nuôi vợ nuôi con. Quần này 85kg vừa nè. Quần này chị nào không 80kg. Quần này làm ơn chị nào 80kg chốt cái con quần tây này giùm tôi nè.
Tôi nói mấy chị nghe, con quần này nó đẹp lắm nha. Còn quần này là khoảng cỡ dưới 70kg ha. Quần này dưới 70kg có phân quần bự nữa nè. Quần này dưới 85kg nè. Nè, trời ơi, kéo mấy con quần này lên em nói mấy chị mặc sung sướng lắm. Coi nè, mấy chị thấy không? Đã không? Quần này 190 ngàn nè. Vậy mà chị cũng nghĩ ra được ha, chị Bạch Yến. Quần này chị nào 90kg cũng vừa nè. Đó, cái lô quần này đã lắm nha. Quần này là quần hàng xuất, kiếm không ra đâu nè. Kiếm không có ra cái lô quần tây này đâu nha quý vị nha. Mà quý vị thì nói cho giờ mà chị thêm một cái viền ở đây là quý vị giật liền ha. À, chị Thúy Nguyễn một quần 88kg. Ngọc Như Nguyễn thấy không? Cái size đại size bự thấy không? Một quần size đại của chị Ngọc Nhân Nguyễn. Nhiều ký quên rồi ta. Bi bi bi. Vô coi trong tin nhắn chị Ngọc Nhân Nguyễn nhiêu ký. Nè, một quần này 88kg của chị Thúy Nguyễn nè. 190 ngàn. 85 với 70. 190 ngàn. Gì anh? Anh thấy đây nè, cái 85kg, cái 70kg anh biết cái. À, size đại, dạ ok. Là chị mở cái bill Ngọc Nhân Nguyễn soạn hàng cho chị luôn ơi. À, Ngọc Nhân Nguyễn một cái quần đen nè. Không, mệt lắm. Mệt lắm, nói chung là bán ít ít, bán cho những chị nào thương tôi ở đây cũng được. Ngọc Nhân Nguyễn nè. Ngọc Nhân Nguyễn 190 nè. Bán ít ít cho những chị ở đây mà thương em, mua giùm em cũng được nha. Đó, chị còn quần đùi mặc váy không còn. À, ship không có tiền nhận hàng, chứ mua anh lên mà sáng không như vậy thôi. Nên anh nhớ ngợi nghiệp ship mà gọi không được cũng dặn người nhà nhận. Và nghiệp shipper người ta nghĩ cho quần 65kg của chế Hồng Phương. Chị Hồng Phương ơi, nói nhỏ nghe nè. Quần này đặt lần hai cái đi nha. Ha, rồi áo thun của con nào ship cho mẹ mai ship mẹ. Nó mua hàng mà nó vô nó chửi chủ ship vậy á. Mày đọc bốn quy định của shop tao chưa Loan? À, chị có quần ống le mà quần riêng. Chung hàng gì á. Chị Trung Hằng ơi. Chị Trung Hằng vô cho em xin địa chỉ số điện thoại 65kg của chị Hồng Phương. Em nói chị Hồng Phương nghe nha. Chị Hồng Phương 190 nè, em nói chị Hồng Phương nghe nha, có áo lễ đợi chút xíu. Chửi đi chị, em nghe em học chửi mà cũng duyên chưa. Nói tu dòi nha, tu dòi. Mày đừng có xúc tao để tao làm con người một cái. Nói gì quên mẹ đủ má, mới nói cái gì quên mẹ rồi. À chị Hồng Phương, nói nghe nè, là ngày hôm qua đó quần này mà lấy một cái thì ngày mai đi kiếm nữa, không bao giờ có nha. Quỷ nào nó vô nó xúc lô tôi dễ sợ thiệt. Chị tu hô nè. Trời ơi là trời, cái năm mấy ký mà đi đâu vô đây xúc lô cho chửi con người khác. Nè chị tu hô một quần 190 nè. Nay tu dòi nha. Nè báo cho mày cái tin vui nè. Chiều nay được gì ta. Chiều nay được 3 cái dây chuyền mặt Phật. Mà được trợ giá cho có mấy trăm ngàn thôi. Mà tao đang làm dây với làm cái gì hột tròn tròn đó. Nhưng mà đợi đi nha. Bà Yên bả tu chùa một cột đá xây hai hòn nha quý vị. Mua rừng rinh rắp gì à, bỏ tủ ngắm. Mày bơm hàng tao đây mai tao chửi cho Loan thiệt. Tao hứa tao chửi mày nhẹ nhẹ nhưng mà đưa mày vô giấc ngủ vậy á. Thiệt. Hứa luôn nha. Riêng mày luôn á Loan. Đủ má 2 năm trời không mua hàng, dở đâu vô đây xúc lộn. Cho chửi cho view lên. Mày cũng dạng âm binh đầu đinh nó khí tụ đang điền quá. Mày đừng có chọc tao nha Loan nha. Nay tao tu rồi. Mấy chị lưu ý nha, nhà em là bán là không có cho kiểm tra hàng. Bán cái quần là không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Chỉ cho kiểm tra hàng của anh shipper. Là anh shipper tới nó là anh shipper ơi, anh cởi quần ra cho em kiểm tra hàng. Size lớn hay size nhỏ. Đó. Đó. Nè có mấy trăm ngàn thôi. Có mấy trăm ngàn một dây thôi nha. Chứ cái dây đó hồi bữa nhớ em có nói là em đeo cái dây là mặt Phật đó 6,5 triệu không. Mà cái này là mặt mẹ gì ở ngoài đại dương quên rồi. Mẹ gì á ngoài đại dương á em quên rồi. Em à, chị Yên cho kiểm tra hàng anh Bảy không. Anh Bảy đâu đi ship đâu. Mẹ gì á nhưng mà đang làm dây. Nhưng mà nó giá nằm giá khoảng cỡ, em không biết là giá chính xác tại vì đang vô dây. Nó nằm giá ở khoảng 700-800 nha. Nhưng mà em nói cho mấy chị nghe, nói luôn, cái dây của em thỉnh hồi bữa là 6,5 triệu á. Hai quần 80kg. Từ từ gửi nha. Mùng 6 em vô Sài Gòn. Ừ đúng rồi, mẹ ngồi biển, mẹ Nam Hải. Đúng rồi, em có rành. Bởi vậy cho nên sư phụ nào mà đòi kéo em vô chùa là em kêu không.
em ở ngoài chùa bán vòng vòng em phụ việc nhà thôi. Hai quần 80kg của Hạnh Nguyễn nào kìa. Ừ, em bán giống như em bán văn nghệ vậy mấy chị. Cái nào là nói, cái nào được là được, còn cái nào không được là nói không được nha. Hai cái quần của Hạnh Nguyễn nè, 190, 380. Rồi bà nói cái gì vậy, nốt cái bì bà vô. Ừ, cái mẹ anh em Hải đó. Mà đá ngọc bích xanh nữa nha. Mà ngọc xinh xanh, đá ngọc xanh là quên mẹ nó rồi nha. Mà đợi đi sư phụ, từ từ sư phụ, sư phụ chú xong rồi mình gửi cho mấy bạn nha. Được 2-3 giây, 3-4 giây gì đó. Với lại là, với lại cái đó là Thu Nhật rất là thích nè. Thu Nhật tặng khách là mê luôn nè. Là kim bài tài lộc của thần tài. Ờ, cái đó mà em khách mua nhà em tặng khách là khách mê lắm. Tu mà chửi ghê. Đâu tu, tao nói là tao còn ở ngoài chùa vòng vòng bán nha, tao chưa vô tới chùa nha. Biết chị Yên là mê quên lối về, ngày nào cũng chờ chị Yên like. Kiền coi chồng quýnh lên bờ xuống ruộng nha chị Hòn Phương nha. Mê em mê vừa vừa hay dọn đồ cho con xem con mẫu quần le được nè. Hiền Mai Chi đợi chị. Chị đổi em bộ đồ lam lấy quần đùi mặc váy ngắn được không? Được. Em muốn lấy gì em lấy à, nhưng mà nè đừng đổi nha. Đổi về mai mốt không có bộ đồ mặc đâu. Quần mặc váy lấy cái 50 ngàn mặc cũng được. Em mua dây thôi à, mua cho em. Chứ khách là, chứ khách em thích tiền thôi. Ừ, giống quỷ ghê. Nốt lại anh ơi. Nhanh lấy Zalo nhắn tin qua cho em. Em Thu Nhật một dây mặc Phật chứ không quên. Zalo Thu Nhật một dây mặc Phật. Ở em bán giống văn nghệ lắm mấy chị. Đây nè, một quần 72kg của chị Thu Hải nè, 190 nè. Trời ơi, quần này chị Hải đồ quảng cáo chuyển qua giọng nước ngoài luôn. Chờ chị Yên Phong Thủy và nó Thu Nhật người ta một dây mặc Phật, ông nhắn qua gì hai dây mặc Phật, một dây mặc Phật thôi. Trời, bà Yên mà tu rồi ông Bảy bỏ cho ai? Nhiều lắm, bỏ cho anh Đen Nguyễn. Nhiều lắm, trời ơi, mi 7 là nhiều lắm Thủy ơi. Dạ lấy cái quần dài 65kg. Dạ vậy lấy cái quần đen dài 65kg với cái quần mặc váy ngắn nha, cũng được. Đưa xả cái bộ đồ chùa của Tống thì Mỹ Vân đây đi. Tống nằm xuống dưới rồi. Trời, kêu xả đi. Nè, một cái quần mặc váy đúng không, 50 ngàn từ từ ghi nè Bibi. Với lại một cái quần đen nè. Quần đen này mặc đã lắm nha Vân. Thiệt, quần đen này về mặc rất là sướng luôn. Quần đen này về mặc một phát là mê mẩn luôn á ha. Tống Thị Thanh Vân xả cái áo đi chùa mới thì á. Nè, quần này xỏ vô kéo lên một phát đầu má nó sướng nha. Nó sướng hơn đêm qua luôn nè. 190 với lại 50 là 240 nè. À, Nguyên, quần ống bát hình như có 1-2 cái à Nguyên Nguyễn ơi. À, cái này là chị tự nó không chị nói luôn á nè. Ừ, em nhắm ôm đờm được. Ngày 7 đêm 3 ra vô thường xuyên thì em ôm đi nha. À. Thiệt. Ngày 7 mà đêm 3 mà ra vô thường xuyên là em cứ hốt cho chị. Thiệt, con trai 12 bánh nước trong nhờ đục quậy thí mẹ luôn. Quần ống bát thì thiệt sự có 1-2 con rinh thôi. Ha. 7-1 giấy mà chị em cứ tao nói mày nghe. Có một giấy rử chứ đừng nói giấy, có một giấy rử đâu. Tấu tấu được mắt khảy, khảy đồ trâu vậy chứ tụi má không có làm được cái con mẹ gì hết mà. Tao nói gì dần chi mà ác nhân dữ không biết nữa thiệt. À, buổi trưa lại cứ phòng đừng đá điền nó đủ má không bao giờ nói tiếng Việt cho tao hiểu. Nè, ống bát nè. Trời ơi, moi lên đúng con luôn á mấy chị. Áo lẻ cho em 88kg gửi luôn. Với quần cho đủ một bộ chị ơi. Nãy Thúy Nguyễn lấy gì rồi? Mai mốt có thẻ bài may mắn tặng em mua đồ. Lúc có thẻ bài là tặng mấy chị rồi đó. Nhưng mà không biết lúc đó Phượng nhớ chị em. Phượng thấy mà chị đăng lên một phát hàng gì là Phượng phải bay vô tối đó, bay vô liền nha. Tại vì cái thẻ bài nó mỏng giống như con mèo thần tài vậy đó. Có đúng một con này 200 ngàn thôi nha, quần riêng. Mà con này thì eo 90. Con này thì eo 95. Eo 95 là khoảng cỡ 70-75kg con này nè. Nè mấy chị thấy đẹp không? 70-75kg mà em nói mấy chị quần này mấy chị phải mặc ôm vô cho em. Mặc lỏng lỏng một cái là một tay cầm quần. Nó không có sai chị Nguyễn Thị Tùng. Nó không có sai. Quần này hàng xuất mỗi con nó có một cái mà sao mà nó có sai được. Đó, lấy chị con này đúng không chị Hiệp Huỳnh? Ok chị Hiệp Huỳnh nè. Trời ơi con này ống bát đẹp dữ dội luôn. Mà nhiêu có 200 ngàn thôi.
quần hàng xúc này chị nào về một phát là chị có mê tôi chết tôi bị thương thôi nha. Em nói thiệt, quần này mà chị nào mà đụng vô một cái là sướng á, thấy không? 200 có nữa đâu mà Bạch Yến nè, ai hỏi quần không rách đây thì ngày hôm nay về cái con quần không rách cho quý vị hàng xúc đây. Vải có co giãn nhưng mà co giãn ít nha. Vải có co giãn thì co giãn ít. Thảo Huyền Trương, Thảo Huyền Trương đạo gì nhắn tin địa chỉ số hội lột. Nhắn tin là tên nè, ngày sinh tháng đẻ và địa điểm nè. Đó rên ứ ự vậy đó. Ủa nãy mà kêu nick gì mà đi kiếm chị Yên gần chết chị Siro. Không tên. Nick không tên. Bởi vậy tại mày đi kiếm tao đúng rồi. Em về Sài Gòn rồi, khi nào chị lên đơn thì cứ lên. Mày đi đâu mày đi giữ vậy ta, mày tập trung mày mua đồ đi. Eo 85. Con này eo 85 nè. Con này là eo 85 nè nha mấy chị nha. Con này eo 85 là con này tương đương khoảng cỡ 60-65kg thôi nha. Con này tương đương 60-65kg mà đẹp không? Quá trời quá đắt luôn. Con này là không co giãn nè, 200. Con này không co giãn nha. Ở lộn, con này là không có rách, em nói lộn. Đây ống bát. Dành lộn nữa đi. Tiêu 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 tiêu. Một con ống bát. Tiêu 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 tiêu. Con này phải 75kg rồi. Đợi em nói như thần luôn. 70-75kg con ống bát. Bộ chị đang mặc có nhiều màu. Có em màu này với lại màu xanh nè. Tam mới về luôn á. Đồ chùa đó em. Đẹp ha. Bộ đồ chùa 260.000 đây. Tiêu 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 tiêu. Ống bát. Tiêu 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 tiêu. 65kg của Tô Tuyền. Tô Tuyền mua đồ bên Ý Yên chưa? Tô Tuyền mua đồ bên Ý Yên chưa? Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. À, Tô Tuyền có ok thì chốt. Đừng nói là ừ sao shop kia cho kiểm tra không. Mỗi shop nó có ăn khác. Shop em cho kiểm tra hoài, bị mất hàng hoài, không cho kiểm tra nữa. Chỉ cho kiểm tra hàng anh shipper thôi. Tô Tuyền hả? Tôi mua cách đây 30 tây 39 tuần. Chị Tô Tuyền, chị mua đồ em gì mà cách đây 39 tuần giữ chị Tô Tuyền. Chị chết mua, với em nha. Chị mua mấy chục bill rồi. Mua mấy chục bill rồi đó mà mua cách đây là 36 tuần luôn. Thấy chịu nổi không? Quần này của chị Hòn Phương nè. Quần này của chị Hòn Phương nè, 200. Đây. Ai đâu? À, quần bát ai lấy? Em mê bát mà mỗi tội tròn vo. Mang vô chắc không giống ai, giống chứ. Mang bát này với điều kiện mà phải mang đế xuồng nó mới đẹp. Một là đế xuồng, hai là đế vuông cao cao khoảng cỡ 7 phân, ba là phải gót nhọn. Nhưng mà đã là mang bát rồi là phải mang giày cao. Còn cuộc đời em không bao giờ mang bát được. Tại vì sao? Mang vô cái quỷ bảy chia tay. Chị em nói chuyện vậy thôi, còn nhiều người nói chuyện đàng hoàng. Thôi bớt đàng hoàng đi. Em mà đàng hoàng gặp nhiều rồi nha. Ở trước mặt người ta với mình vậy á, chứ sau lưng lỏ cặt hồi nào không hay nha mấy chị. Có thể là mình tốt với người ta nhưng mà người ta cứ nghĩ mình là giả tạo. Cho nên kệ mày ạ đi, sống cho gia đình được rồi chị Thảo. Đôi lúc thật sự, đôi lúc những người đó dùng từ mình đưa đi gặp những người quan trọng cuộc đời mình đưa đi gặp rất là nhiều người quan trọng. Ví dụ như bình thường công việc đó mình muốn họ tốt cho họ, mình cho họ những cái tốt, nhưng mà khi những cái chuyện tốt đó mà xảy ra đối với họ thì họ nghĩ mình là không tốt, mình ác với họ. Cho nên đủ má chỉ có bản thân họ tốt với họ thôi, còn ngoài ra họ không bao giờ họ nghĩ người khác tốt với họ. Cho nên đủ mẹ tốt cha lắm cuối cùng cũng tốt làm thôi. Cho nên là mạnh ai nấy sống đi, chủ nghĩa độc lập tự do hạnh phúc nào còn đó tồn tại hết. Đang bán tới gì rồi? À đồ chùa 90kg dồn đơn ha. Ủa sao? Ủa hồi nãy chị mua cho ai nữa hả? Ống bát, còn cái quần ống bát rách á. Tô Tuyền bộ đi chùa, bộ màu đen ha, màu xanh chị. Mày nhỏ mà mày gì mày cũng biết hết trơn vậy Nhung Võ. Em biết. Em bị đói á, mọi người nói chị em rồi cái người ta lấy. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Cái đó là cái chuyện đương nhiên ở xã hội luôn á. Thiệt. Giờ nghỉ bán rồi tâm sự chơi cho vui nè. Dạ giờ nghỉ bán chị Tô Tuyền hai bộ cái từ từ. Chị Tô Tuyền đợi em bán xong tâm sự cho nghe. Hai bộ nè. Hai bộ 90kg phải không chị Tô Tuyền? Dạ hai bộ 90kg đi chùa nè. Để bán xong hai bộ đi chùa rảnh kể cho nghe. Từ từ ra. Bán hai bộ đi chùa cái hả? Bán xong rảnh kể cho nghe, hai bộ đi chùa 260 nè. Từ từ đi chị. 260. Một bộ 260.
hai bộ tùm lum tiền rồi. Cái quần ông bác nãy giờ để mấy chị có thấy ai vô nhà em không? Mấy chị nãy giờ em để quần ông bác, mấy chị đây quần ông bác này nè. Đó. Đẹp không chị? Trời ơi con này nhức nách luôn á nha chị Điệp. Em bill của chị Điệp đợi em đổi nha. Đợi đợi em đổi quần cho chị Điệp đậu phòng chờ lên quần mà giờ ngồi nghe. Giờ tao rảnh mà. Tao bán cũng phải từ từ chứ miệng bán nhiều nó giàu sao. Đồ quỷ à. Quần ống bát của chị Ngọc Điệp. Đó. Khách lấy rồi, khách lấy rồi. Mấy chị đừng gãi ngứa em nhiều chuyện tàn canh lắm. Em nói thiệt. Giờ mấy chị giỏi, mấy chị đang nghèo vậy cái mấy chị hơn người ta một cục. Chỉ cần ỉa cục cúc đó dài hơn bình thường thôi người ta cũng ghét nữa. Ông bác khách lấy rồi chị. Ông bác khách lấy rồi chị Thiên Lê, lâu lắm mới gặp chị Thiên Lê nha. Chứ đừng có ai nghĩ ai cũng như mình mà mình cũng như người ta, không có. Cho nên đó là, cho nên tôi nói thiệt với mấy chị á. Nói gì ta? Những cái người mà sư phụ em đang theo là những cái người đó họ học được từ kệ hay lắm. Tất cả họ đều dùng từ kệ. Sư phụ ơi cái đó vậy 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 thôi kệ đi con. Sư phụ ơi vậy con gặp vậy vậy thôi kệ đi con ha. Cho nên em cũng áp dụng cái câu đó tới với nhà anh Phước luôn, với anh Phước luôn. Kệ đi anh, thôi kệ đi. Thua một chút cũng được, ừ kệ đi. Ừ kệ, ừ nhưng mà tới khi tổ cha lên tôi đó là tới khi tôi hết kệ được là tôi bung nóc luôn. Nhưng mà em vẫn dùng những cái câu kệ đó với mọi người tới thời điểm bây giờ luôn ha. Chưa làm gì ai đó, quần này eo 95 nè. 70-75kg không rách mà có một con thôi nha. 70-75kg không rách. Chị tu tiền lấy quần lót 90kg, muốn lấy loại thường hay loại tốt một chút. Nó có loại 401 nè. Nó có loại, để em coi được còn cái gì nha. Chị ngồi im đó đi. Em vừa bán vừa tâm sự rồi chim én cho mấy chị nghe. Én chim cù đa. Quần này là hàng sale nè. Quần này có lỗ thông hơi nè. 10 quần lót này là giá 170 nè. Chị lấy loại này nha chị tô tô tiền ha. Chị tô tiền lấy 10 quần lót sale rồi đi. Cái quần này nó có lỗ thông hút mép chim. À, hạn chế là lông bay lẻ tả là quần này nè nha mấy chị nha. Quần này ít rách nè, có rách hai đường ngay đầu gối thôi, 170. Quần này chỉ có rách hai đường ngay đầu gối thôi nha mấy chị nha. Đây quần này là size 70-75kg mà nó có một con này thôi nha, có một con 32 thôi á chứ không có nhiều đâu. Thấy câu tiền cái thèm hủ tiếu hai tô. Quần này chị Kiều Lâm nè, 200. Má em đèn mờ văng văng mất mẹ cái thuốc dây không? Nãy giờ có thấy ăn trộm vô nhà em không mấy chị? Bên hè đừng ai lý do lý trấu á. Em nói mấy chị cái người đàng hoàng mà bill mà 3-4 ngày 5 ngày mà chưa tới là nói Yên ơi sao bill chưa tới. Hoặc là nói Yên ơi bữa đó em đi ỉa mà có cuộc gọi mà em bắt không kịp là người ta báo liền. Quần lót máu mẻ thiệt nha em, 20 cái rồi từ từ mày sẽ bán tiền nhiều nữa. Ráng mày bán dầu thơm nhiều nhiều đi Thảo Hiền Trương. Ráng bán dầu thơm nhiều nhiều nha. Nhưng mà tao không bao giờ tao mua ủng hộ được, yên tâm đi. Ai 70kg lấy quần này nè. Ai 70kg lấy cái quần ít rách này nè, nhưng mà rách rất là đẹp. Ai 70kg lấy con quần này nè. Ai 65-70kg lấy con quần này giùm em nè. Trời ơi. Tôi nói mấy chị nghe là cái bà Đặng Hồng Hạnh bà trướng khí lắm. Đồ tôi đưa lên đưa xuống bán không chốt. Đồ tôi đưa xuống đưa lên bán không chốt. Mà qua nhà tôi mà cái gì mà tôi xách tôi mang là chốt hết. Chị Hòn Phương nè, 200. Cái đôi dép 450 con mang đi chợ 2 ngày nay bà cũng hốt. Cái đôi giày đá con để lại 2 ngày nay bà cũng hốt. Bà qua bà hốt hết. Mà đồ tôi đưa lên đưa xuống bà không có hốt. Trời ơi bà ngựa bà ghê. Chắc lần sau bà đi qua nhà em, chắc em lấy đồ em đi giấu hết quá. Em nói thiệt. Không, tối nay được cái lô quần này không có rách nhiều nha. Rách ít quá trời, ít mà chị. Mấy cái quần đó chị mặc nó mới đẹp nha, chị Cicero. Em nói thiệt, gu của em mà. Nè, quần không rách nè, đẹp không? Quần không rách là quần cứ lên đơn. 84-85. Vậy cũng thành bài hát nữa. Quần không rách là quần cứ lên đơn. Vậy cũng thành bài hát nữa trời. Ở dưới riết với ngỏng tôi bị khùng luôn là vậy á. Eo 85 nè. Tự nhiên cái có cái bài hát quần không rách thì quần đó lên đên. Đó tôi khùng là vì ai mấy chị biết không? Vì ai biết không? Hiểu đi. Đây tiếp tục nè. Quần này rách một đường ngang nè. Nãy giờ bán được gì chưa vậy anh?
Con này eo 90 nè, con này eo 90 92 nè. Nè nè, eo 90 92 rách một đường nè. Con này eo 90 92 là khoảng cỡ 70 kg đúng nè. Con này nè. Rách một đường eo 90 92. Tiền không bán tiền mãi lần đơn. Em xa anh như con thuyền đó. Mấy chị muốn lên quần resort không? Em lấy cái quần resort 220 lên sale em mấy chị nha. Rồi em cắt cái quần này vô rồi nha. Rồi cắt cái quần này vô. Đợi em. Đợi em từng con phố gì ở đâu đợi em. Giờ hết muốn like quần rồi. Trưa mai like rin đi. Trưa mai về một lô cái nữa like rin luôn. Rin 72kg của Nguyễn Thị Tùng. Dạ là cái hồi nãy rách ngang đầu gối một đường mà eo 92 á chị Tùng. Chị Tùng này em nhớ quen ghê, mua hàng em chưa vậy chị Tùng? Quần này là mặc ôm vô nha mấy chị nha. Quần này mặc ôm vô nó mới đẹp nha chị Tùng nha. Em dặn rồi đó. Mà tại vì mấy chị mặc không cỡ 5-10 phút là cái quần nó giãn ôm vô người mình là vừa. Chị Nguyễn Thị Tùng nè, 200.000. Thôi khách mới hay khách cũ? Trưa mai nha, tối nay mấy chị nào mà khách cũ mà chốt ít thì nhắn tin cho Yên. Là Yên ơi, để quần trưa mai chị lấy jean với lại lấy kính luôn. Trưa mai jean với kính về nha. Đó. Cho nên mấy chị từ từ, em hứa tuần này em không lấy hàng mà chết mẹ. Ngày nào em cũng lấy hàng gì hoài rồi tiền đâu trời. Chết em mà mấy chị có bóc được dây nóng của gì không cho em bóc với. Chứ em thấy em không ổn mà. Thiệt. Em thấy vậy là em không ổn rồi đó. Mấy chị thấy em ổn không? Chứ em thấy em không ổn chút nào luôn á. Tôi nói thiệt với mấy chị á, mấy chị kéo tập trung qua đây bơm hàng em cũng không bằng khách thương em nha. Có kính và đầm cho chị chưa? Của chị Nguyên Dương lấy đầm nè ta. Còn quần không rách nhưng mà size nhỏ này chị Tùng không vừa. Cái này chị Tùng không vừa, đợi em cái với chị em soạn cái này em đưa ra cái nè. Đợi em nha, xuống dưới em bơ ôm phục quần lên cái. Đừng có đi đâu á nha. Em sale cho mấy chị ba cục legging đùi này luôn nè. Em sale cho mấy chị ba cục legging đùi này ha. Ba cục legging đùi, hai cục quần jean. Chị Mai Phạm lấy quần 62kg, quần eo 85 á hả chị? Bỏ lên tôi coi lộn nha. Rồi. Nè, em có quần legging đùi nè. Không rách baby. Lại lấy cái quần size 30 không rách cho chị Mai Phạm ấy. Chị Mai Phạm mua hàng bên em chưa vậy? Chị cao bao nhiêu vậy? 62kg mà cao bao nhiêu? Báo em nha. Đâu, cái này chưa có. Chị Thúy đợi em đi. Không, cái quần rinh ở dưới á. Nè. Được, đúng rồi, đúng rồi nè. Nè, lấy chị Mai Phạm quần này ha. Lấy chị Mai Phạm quần này ha. Quần này 62kg nè. Không rách. Nhưng mà chị Mai Phạm ơi, nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị. Quần rin 170 xả, quần rin 220 xả mấy chị 170 nè. Nè, làm ơn hốt đi nha. Chứ bữa giờ không có mẫu sọt nào đó. Nè, mẫu sọt lưng cao nè, đẹp không quý vị? Mẫu sọt lưng cao nè, đẹp không quý vị? Bình thường mấy chị mặc 32 thì giờ mặc 33. Bình thường mấy chị mặc 33 thì bây giờ mặc 34 nha. Trừ hao một size lên cho em ha. Chị Yên ơi, còn đầm đen đi con thúy. Là chị Yên còn đầm đen dơ con thúy. Lấy cho em. Chọn hai quần 72kg không rách Nguyễn Thị Tùng. Em sợ không còn đủ chị Tùng ơi. Tại vì cái này size 30. Hồi nãy có em lúc em đi lấy hàng là đúng một con 32 à.
Này chị Nguyễn Thị Tùng khách cũ hết mới à? Ủa chứ nãy giờ chưa kiếm ra hả? Anh vô không có chỗ tin nhắn của bà vậy. Kiểm tra coi thử Nguyễn Thị Tùng khách mới khách cũ đi. Cao 1m57. Mới mua lần đầu. Chốt cho em hai quần chưa có luôn siro. Chưa có luôn rồi, chốt sọt cho em kèm số ký đi ha mấy chị ha, sọt coi dễ nha. Chốt sọt cho em kèm số ký. Mấy chị khách lưu ý là nhớ nha. Một đôi sụt thể thao. Gì vậy siro, mày chốt cái gì vậy siro? Mày chốt cái gì mày chốt rõ ràng giùm tao được không siro? Có mua rồi, chị Nguyễn Thị Tùng có mua rồi. Mày chốt cái gì mày có thể chốt cho tao đúng cái gì tao đang bán được không siro? Chị khách mới, chị chưa có địa chỉ nhưng mà em vô tin nhắn chị không được. Chị Tùng ơi, chị nhắn cho em xin. Ủa chứ nãy giờ không kiểm tra mấy cái đó hai khách hả? Em mới vô. Chị Mai Phạm cũng vậy, hai người mà. Anh nhắn tin rồi, Mai Phạm nhắn tin được. Nguyễn Tùng nhắn tin không được. Chị Tô Tuyền một sọt riêng 65kg size 33 nè. Nè, 170 ngàn của chị Tô Tuyền nè. Ê siro, mày làm tao bị rối loạn tiền đình luôn á siro. Mày muốn gì mày giờ làm ơn mày mua đàng hoàng giùm tao cái đi. Ha. Sọt lưng cao. Sọt này lưng hơi bị đỉnh nha. Lưng 2-3 nút nhưng mà nó sẽ lên trên rúng một chút xíu thì thôi. Nha. Size 36 của tôi nè. Ai làm gì làm đi. Để cái size 36 mặc đi. Hôm giờ không có đồ mới luôn. Thiệt. Chốt cái quần shop đưa lên. Chị Mai Phạm ơi, chị có thể chốt cái gì chị chốt rõ ràng không? Chốt cái quần dài, chốt cái quần sọt. Em nãy em chốt với chị Mai Phạm cái quần dài 200 ngàn size 62kg á, ok chưa? Rồi em nhớ chị Nguyễn Thị Tùng này rồi. Chị Nguyễn Thị Tùng này là đảo Lý Sơn gì hồi xưa mua đồ nhiều lắm nè ha. Không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Dạ chị Mai Phạm, giờ nếu chị chốt thì chị chốt cái quần dài đúng không chị? Còn bây giờ chị chốt cái gì mà em đưa lên là chị chốt giùm em quần sọt hay là gì đó. Chứ chị đừng có kêu chốt qua cái quần mà em đưa lên. Đừng chốt vậy. Em cái 70kg là size 34 nè. Size 34 của Thảo Hiền Trương nè, 170 nha. Đây nè mấy chị. Quần nè. Đây ha, đẹp không? Form đẹp không? Form đẹp mà dáng đẹp nữa ha. Form hơi bị đỉnh và dáng hơi bị đỉnh là quần này. Ha. Ôi Chiro nó bị khùng, nó chốt cái gì tôi không hiểu nó luôn á, nó cười nữa chứ trời ơi là trời. Chị Mai Phạm ơi, vô cho em địa chỉ số điện thoại. Chị Mai Phạm ơi, vô trong tin nhắn cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi chị em gửi cái bản đi qua không kiểm tra hàng cho anh thấy chưa? Vô tải về chứ không phải chụp hình nữa đâu nha. Rồi biết rồi má ơi hoài à. Nói gì cũng biết rồi má ơi, biết rồi má ơi, rồi không bao giờ làm hết trơn á. Có chị nào chốt quần nữa không vợ? Em cất à. Em cất quần thiệt à. Quần này không có 90kg chứ ơi. Em cất quần nha. Tìm cho em cái áo mặc với cái quần ống bát coi. Cái áo mà để mặc với quần ống bát là chị phải chọn áo này nè. Cái bao áo 150 ngàn á Bi. Bao áo nãy Bi lấy cho chị á. Lấy ba cái size L ấy. Riêng ống bát đâu có đâu nhiều đâu. Hàng xuất này mà. Em nói mấy chị nào mà nãy chốt được hai cái quần riêng ống bát đó nha. Là chị nào về mặt con nào là chết con đó. Nè đưa cái này xuống kêu anh Tư cất lên cái kệ lại đi. Đây nè, áo mà để chị mặc quần ống bát hồi bữa chị Hạnh chốt là cái này nè. Một là con áo Fendi. Ha. Áo Fendi nè. Mấy chị mặc vô nè, nó sẽ như thế này nè. Rồi mấy chị kéo kéo cái tay lên. Con này nè ha. Chưa có quần lửng chị Sáng ơi. Chưa có quần lửng. Đây. Phải chị Nguyễn Thị Tùng là đảo Lý Sơn rồi gì không? Đúng rồi. Đây là hồi xưa cũng không nhắn tin được cho chị Tùng. Đây là con áo chữ G nè. Ha. Đây là con áo chữ G nè. Bi ơi lấy con sọt ring size 33 lên chốt cho chị Phương Trang đi. Lấy một con size 36 lên luôn, một con 33, một con 36. Quần dài đúng rồi, quần đùi nghe gì? Quần dài đúng rồi, quần dài nghe xốp ấp 3 bến củi. Đủ mát cu Tây Ninh. Đủ má chị Tây Ninh. Chưa có quần bảy tóc. Nè con này là con chữ G nè. Con này là con chữ G nè. Rồi mua con này về mặc ống bóp. Bỏ áo vô quần. Em nói mấy chị đẹp mê luôn. Rồi một con nữa nè. Ủa Bi mới một con nữa là con nâu. Đây. Một con nữa là con nâu nha. Đây mấy chị. Con nâu.
Chị nào chốt con nâu này chốt giùm em con nâu ha. Trời ơi mấy con này mặc đỉnh lắm mấy chị. 150 mà mặc áo này hơi bị đỉnh, mặc với bát nha. Em nói mấy chị nghe, mặc với bát là say sẩm ha. Dương Minh Châu Tây Ninh. Trời ơi, cho địa chỉ mà mấy má cho tắt rồi làm sao con biết được. Cái 33 với cái 36 tự ghi đi. Của hai chị á. Một cái của chị Phương Trang Phọt Linh 67kg. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Dạ đúng rồi chị Mai Phạm. Bó tay chứ. Quần ống bát đẹp mà không có size tôi đẹp lắm Thủy. Nó đẹp mà cái chất vải nó mê lắm. Chị Mai Phạm này hơi bị lớn tuổi nè. Chị Mai Phạm này hơi bị lớn tuổi nè. Hàng hóa em không cho kiểm tra hàng, nhưng mà nếu hàng về không vừa hay cái gì thì cứ nhắn tin cho em nha. Áo lẻ 88kg chị ơi. Em nâu 70kg bận với sọt. Cái nâu này phải không? Trời con này là hơi bị đẹp Thảo Huyền Trương. Con này mặc bẹt vai mặc với sọt sang lắm nha. 150 của Thảo Huyền Trương nè. Ủa đang lên áo lẻ nè chị Thúy. Em đang lên áo lẻ nè chị. Áo lẻ. Cái này là áo lẻ không phải bộ. Cái con này là áo lẻ nè. Nó có 3 màu nè chị. Màu đen của Fendi nè. Màu chốt giùm em mà màu mẫu Aberger nè. Và một mẫu nâu chữ G của con Thảo Huyền Trương nó mới chốt nữa. Là em có tổng cộng 3 mẫu áo lẻ đó chị. Đó nha. Có tổng cộng 3 mẫu áo lẻ đó. Còn nữa áo thun nữa, 88kg có áo thun nữa. Nhưng mà chị thích áo thun ôm hay chị thích áo gì? Áo đen của chị Hạnh Nguyễn size L. Cái hồi nãy chị quăng ra cái bịch kêu Bi bỏ vô nhớ không? Đúng rồi, Hạnh Nguyễn size L, XL. Hạnh Nguyễn dẫn gì hồi nãy á, là khi nào gửi hàng hay gì kiểm tra đi. À, quần dài được, Dương Châu Tây Linh. À, lấy quần không rách nghe shop. Mai Phạm 62kg dạ lấy rồi chị. Nha, lấy áo form rộng hả chị Thúy? Giờ em nói chị Thúy nghe nè. Nói chị Thúy nghe. Cái bill của chị Thúy tối nay em sẽ không gửi. Em hẹn chị Thúy một phát trưa ngày mai em lên áo form rộng cho chị lấy. Chị chịu không? Đây nè, áo form rộng giờ em không để ở đây. Chị chịu không? Chị ok lên giùm em cái. Nhưng mà nó màu trắng, nhưng mà nó hàng Thái đẹp lắm. À, cái chị lên sau con nâu cho em xem. Cái chị lên sau con nâu. Ừ, là cái này á hả? Là cái ABCD phải không? Đây áo ABCD nè. Cái này đúng không? Đúng không? À, chờ em xem áo chị mặc áo. Đây là bộ đồ đi chùa. Chị Kiki nãy giờ lấy cái gì đâu mà dồn đơn. Chị Kiki chưa có lấy cái gì. Đây là bộ đi chùa chị. Bộ em đang mặc là bộ đi chùa nha. Không có phải cái áo nha chị Thúy. Trưa mai 2 giờ. Nhớ là trưa mai 2 giờ lên giùm em nha. 2 giờ hoặc là 2 rưỡi. Nếu em đi lấy hàng về không kịp là sẽ 2 rưỡi. Tại vì thông cảm phát đi ngủ dậy tới 11, 12 giờ trưa lận. Biết là hết nửa cái ngày nhưng mà nhà em làm khuya lắm. Nhà em làm bill xuyên đêm không à. À chốt con ABCD đó luôn cho Thảo Huyền Trương luôn. Một ngày nó phải mua mình 3-4 món nó mới chịu được. Nó mua nó chịu không được nha. Nè tặng cho anh Thảo Huyền Trương món nè. À áo đen này, lấy áo đen này cho chị Kiki Nguyễn luôn. Nè đây là tôi tặng cho Thảo Huyền Trương nè. Tặng cho Thảo Huyền Trương con đầm maxi đi biển nè. Giờ không thích bán thích tặng. Nhưng mà con này sexy lắm nha. Nói cho nghe là con này cực kỳ sexy luôn. Tôi thích mà. Tôi thích tôi ưng là tôi lấy à. Mà về tôi chưa đưa lên bán luôn á. Nè con này đi biển một phát á nha Thảo Huyền Trương. Tao nói với mày trai nó chết rật rật luôn. Nè thấy chưa. Bên này có sẻ đùi nè. Chết mẹ chưa. Sống gì nổi. Trời ơi con này là dưới 70kg, 60 đến 70kg là chết. Thảo tặng Thảo Huyền Trương nè. Đợi em từ từ cái nào mà độc độc em săn gì em tặng mấy chị. Em biết gu mà. Mua hàng 3-4 lần 5-7 lượt là em biết gu à. Gu đây là gu dâm tặc á mấy chị. Gu này gu dâm tặc chứ cũng được gì đâu nha. Rồi bây giờ em sẽ bán hai con quần này cho mấy chị với giá 120.000 là được không? 120.000 hai con quần, đã không? Nó cái kiểu là vừa legging mà vừa quần thể thao á mấy chị ha. 60 đến 92, 93 kg vừa để tôi trừ hao ngược lại mấy má đi. Hai con 120. Quần này hai con 120 chốt lẹ đi nha. Hai con 120.
hai con 120 nha mấy chị. Hai con 120. Nhìn qua em liếc lại em đĩa tới em đĩa lui. Mấy bữa em có xem like của chị mà không dành mua được. Hello hello Hiền Võ Phú Yên phải không? Ai đang thả tim? Hai cái của Nguyễn Trinh quận 10 nè. Hai cái của Nguyễn Trinh quận 10 nè. Hai cái 100.000, hai cái 120 của Nguyễn Trinh quận 10. Nguyễn Hạnh Đà Lạt nè. Nguyễn Hạnh Đà Lạt hai cái 120 nè. Nguyễn Hạnh Đà Lạt hai cái 120. Anh ghi giùm em. Nè Nguyễn Hạnh Đà Lạt hai cái 120 nè, chị bỏ vô rồi đó. Rồi chị Nhi Phạm hai con 120, quần này đã lắm nha. Quần này mặc mấy chị đi bơi cũng được nha. Hai cái 120 của chế Nhi Phạm nè. Má em đèn mơ dân dân. Chị Huyền Nguyễn Thị Thúy có trong này không vậy? Chị Huyền Nguyễn Thị Thúy. Chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nãy giờ đầu like tới giờ chị có trong này không ạ? Nguyễn Thị Sáng nè. Mà từ từ gửi để em hết đi không? Trời ơi, một ngày gì mà Việt Nam tới 110.000 ca. Dịch bệnh chắc chết quá thiệt á. Nhi Phạm này nói chung với Nguyễn đỡ riêng ơi. Ở Nhi Phạm với Tuyết Đặng là một quá à. Ai rồi Nguyễn Thị Sáng nè. Rồi chế Ren Nguyễn hai con nè. Mà em nhắn tin vô bay đi, đừng có nói đây không nhớ đâu. Tay trái chạy tay phải đi theo trai á. Sáng khách cũ khách mới vậy à. Ai nè, Ren Nguyễn nè, chị Ren Nguyễn nè. Hai con 120 của chị Ren Nguyễn. Coi ghi cái đây tối tối không thấy, coi dồn bill cho đúng nha. Nguyễn Thị Trương thì Trương Tuyết Hương nè. Trương Tuyết Hương coi thử khách mới hay khách cũ nè anh. Chị Trương Tuyết Hương hai cái 120 nè. Dạ à, sáng ơi muốn chị giữ đơn thì nhắn tin đi nha. Nhắn tin đi ha. Nhắn tin. Từ còn hai cục đùi nha. Mấy chị tranh thủ chốt chứ cái hàng này thì họ nói nghe nè, hồi nãy giờ chị nào chưa lấy áo khoác size đại thì chốt thôi ha. Quần bao nhiêu ký vừa? 60 đến 90 ký hay lên thảo. Má quần này mặc sướng lắm. Nói nghe nè, hôm bữa chị nói là em có lì xì nhưng chưa nhận được. Giờ hết tháng 1 lì xì nữa. Để bữa nào tặng cho món quà tri ân khách hàng. Hai cục hàng lớn bơm qua Tết mà vẫn nhận đây. Nè quần đã không? Nói nghe quần mặc hơi bị sướng luôn. Cái quần này mấy chị cầm cái con quần vô em nói mấy chị mê mẩn luôn. Nói thiệt, hai con 120 tranh thủ chốt đi. Đợi cái ấy về em tặng cho để làm ăn cho tốt rồi có tiền mua hàng em nha. Địa chỉ của em là Nguyễn Thị Sáng. Cái con quần này đã lắm nha mấy chị nha. Cái con quần này em nói mấy chị tặng bao lì xì 50.000 nó không thích đâu. Đợi những cái gì mà xinh xinh thích thích mình tặng cho nhau nha chị nha. Xinh xinh đi, thích thích đi, mình tặng cho nhau. Bích Thủy hai cái quần nè, Bích Thủy phải mua lần 6 con. Bích Thủy hai quần 120 nè. Chị Ngô Tú Linh hai quần nè. Em nói là hơi bị đẹp luôn nha, hơi bị đẹp luôn. À 120 hai con được không? Được đó. Em mới nghĩ trong đầu sáng nay em hỏi, ủa sao bữa giờ em không gặp nhí nhí và Trí Trịnh đó. Bích Thủy hai con không anh ơi? Ngô Tú Linh 120 nè anh. Ngô Tú Linh 120 nè. Đây Phương Thảo Bình Phước nè. Phương Thảo Bình Phước 120 nè. Phương Thảo Bình Phước 120 nè. Chị Trí Trịnh nè. Có chị, để em lên áo khoác cho. Áo khoác hôm nay về có size tới 100 kg nè. Xưởng nhà em cho nên 4 size nha chị. Chị nào chưa ấy rồi ấy lại đây giúp em nha. Cái này của ai? Có đem đi của ai bi? Phương Thảo Bình Phước. Chị Trí Trịnh 4 con nè. 4 con của chị Trí Trịnh. Anh ghi luôn nè anh. Anh ghi Trí Trịnh 4 con luôn đi. 240 nè. 240 4 con của chị Trí Trịnh. Dạ. Có áo khoác đợi em lên cho. Có áo khoác, có đồ đi chùa, có xếp bộ, có bikini. Nhà em cái gì cũng có hết trơn á nha mấy chị nha. Nhà em chỉ có đúng một thứ không có thôi. Em có một bộ đồ hàng bơm nè, xả cho mấy chị nè. Bộ này size nhiêu? Bộ này size 80 kg nè. Bộ này size 80 kg nè, đang về lô legging. Bích Thủy mày đợi cái lô legging xịn về đây đã lắm. Đây nè,
Em còn bộ này size 80kg nè. Bộ này 240 em xả cho mấy chị 150 nè. Có đúng một bộ 80kg thôi. Chị nào đúng 80kg chốt cái bộ bò 150 này chốt đi chị. Chị nào đúng 80kg chốt bộ bò này giùm em nha. 80kg chốt bộ bò. 80kg thì chốt. Em trồng giang bông trước cửa nhà em. 150 của Ngô Tú Linh nè. Em dành một bông cho cô giáo hiền. Vàng bông đó ở nhà sau. Đây này chị, là quần đùi này nè chị Hà Minh. Là cái bông hồng. Không biết mấy người lại lạ vô đi ngang qua thấy like em có nghĩ em khùng không trời. Có không gì ta. Đây là chị quần đùi nè. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah. Ha. Hơi bị đẹp nha. Đó đây mấy chị. Em trồng vàng bông là cái bông hồng. Quần này em còn có mấy cái rồi nha. Chốt giùm em ơi. Còn một bộ ra mấy xấu nè. Còn đúng một bộ ra mấy xấu. Còn đúng một bộ ra một mấy xấu nha. 300 ngàn sell cho 250. Còn đúng một bộ thôi. Nay bán mai nghỉ mốt đi ấy rồi. Ai chốt cái ra đó chốt giùm em. Còn đúng một bộ và còn đúng một mẫu thôi. Ở lộn, còn đúng một bộ 1m6 thôi ha. Nó có một cái tấm ra xịn và hai cái gối nằm vuông, không có gối ôm nha mấy chị nha. Rồi Nguyễn Thị Sáng là khách mới hả? Khách cũ. Khách cũ mà sao thấy cho địa chỉ số điện thoại vậy? Tại vì bà cho bà ghi kia. Thanh Thúy Trần Thị 4 cái nè. Dạ không chị Phụng Tỷ 1, 2, 3, 4. Nè em còn được có 4 cái nữa nha. 4 cái của Thanh Thúy Trần Thị nè. 4 cái 240 bỏ vô cái bịch luôn ơi. Còn áo gối không chị gái? Em thấy ở bên nhà nó còn được mười mấy bộ mà không phải màu cam. Nó là màu xanh hoa văn và màu cà phê sữa hoa văn. 50-60 ngàn diện bộ phải không chị Điệp? Áo gối nó mềm không? Ha. Coi like nhà chị vui trời. Nãy giờ có ai thuộc lép bà không? Bà vui vậy bà đê mọc. Mua hàng. Chị vui chứ chị không mua hàng em không có vui. Chị gán ăn lên mập mập chị vô mua đồ em đi. Gán ăn mập mập đi. Đây. Quần này là quần lửng nè. Quần này quần lửng nha, 60-90kg, tôi trừ hao ngược lại mấy chị nè. Lấy hai quần đùi còn 4 con nha mấy chị. Chị Phụng Tỷ lấy 2 con, em còn 2 con. Rồi Phụng Tỷ là ghi bill mới luôn anh ơi. Dạ đây, em còn 2 con lấy giùm em cho em thổi quăng táo quăng lui được không mấy chị? Nói thiệt á, năn nỉ luôn á. Em mới quăng qua 2 cái của Phụng Tỷ đúng của chị Phụng Tỷ á. Năn nỉ luôn, còn 2 con mua giùm em đi mấy chị. Ừ, Mai Ngọc nè, dễ thương không? Trời thương quá trời thương luôn. Trời ơi, Mai uống cà phê nha. Mai uống cà phê. Biết sao không? Em không có biết để đâu hết trơn cái trời á. Em đưa tới đưa lui cái lý này em không biết em để đâu luôn á. Thiệt. Mai uống cà phê, Mai uống cà phê. À, chị gì kia lên áo khoác đúng không? Dạ ok, áo khoác hồi nãy đây rồi. Áo khoác đâu rồi em ơi? Nè, thấy đôi giày không? Thấy đôi giày của khách đặt không đây? Nè anh ơi, bỏ đôi giày lên kệ đây, chút nữa em giao hàng cho khách. Nè, từ từ em lên cái bộ áo trắng này rồi em đem cái bao hàng qua bên kia một cái này nha. Rồi em lên áo khoác nha. Cho nó lộn xộn xà ngầu hết rồi mấy chị. Đây. Lưu ý nha. Đây là bộ nè. Chị nào mà chưa chốt cái bộ này làm ơn chốt đi cho nó đẹp xuất sắc. Bộ trắng cổ chữ U. Đây. Chữ U nha. Mấy chị coi cái tay đó nè. Mấy chị coi cái tay không cũng đẹp. Mấy chị coi cái form nè đẹp không? Kèm cái chân váy quần dễ thương lắm đây. 240 ngàn một bộ. Đây là chân váy quần là ở trong có cái quần nha. Ở trong nó là quần đùi á. Bộ này 240. Chị nào chưa chốt bộ này làm ơn chốt đi chứ nó đẹp xuất sắc luôn. Bi ơi dán đi Bi. Bộ trắng cổ chữ U Bi ơi. Rồi đưa qua kho luôn nè. Bộ trắng cổ chữ U. Cờ U cu con cu nha. Cờ U cu là con cu là trắng chữ U. À mấy chị hiểu chưa? Từ từ đưa bộ này qua em lên áo khoác nha. Em dành một bông là cây bông hồng. Má em đèn mơ văng văng. 60-90kg. Áo trái dâu. Chìm đắm trong màn đêm da. Ghi là áo chữ U 240 nha.
Giá lành ngủ yên, phố đêm lấy mới vào. Cho bộ trắng 60kg của chị dâu tây đi Bi ơi. Coi chị dâu tây này có đặt hàng á nha. Có đặt hàng, để coi thử chị dâu tây này đặt hàng cái gì ạ. Ủa hồi nãy có cái bill nào chị kêu Bi đọc tin nhắn soạn hàng cho chị đó chưa ta? Bill chị gì ha? Cái chị gì nãy đọc là 85kg á. Dâu tây 240. Bộ trắng nó vải đẹp lắm chị. Cái gì Bi? Mẹ, thôi để chút nữa chị tự làm đi. Nè, đưa cái bao hàng này xuống nhà dưới cho anh Tư Mai trẻ cho anh Trang. Nhớ ngày nào hoa khuyến đỏ trên tay, thương lá già ngủ chờ mây, buồn trên khóc nèo xa trôi và tình yêu đó nè. Có anh và em khiết tên trên thiệp hồng. Anh Tư nè, đưa xuống cái này để mai em trẻ cho anh Trang, anh đã sửa một lần, anh đã nhớ cuộc đời. Và tình yêu đó có em và anh. Hết anh Tư, xuống dưới trước rồi từ từ chút em kiếm nữa em đưa xuống sau. Dạ nãy giờ lên quần quần legging đùi chứ ơi. Nãy giờ đây em còn cái quần legging dài nè. Chế dâu tây lấy con này đi, 80.000 của chế dâu tây nè, 80.000 của chế dâu tây nha. Mấy quần này là quần lửng hết ha. Áo chị mặc là bộ đi chùa đó chị Anh Trinh Nguyễn. Bộ này bộ đi chùa nha. Quần này là legging lửng, cứ hai con 130.000 nha mấy chị nha. Hai con 130.000, ai chốt thì chốt lên giùm em đi. Legging này hai con 130, hai con 130 quẹo lựa. Từ từ nha mấy chị, ai lên áo khoác đợi em một phút nha. Em biết mấy chị đang chờ nhưng mà cho em nó nhìn cái chỗ em ngồi bán nó ra con người một cái mấy chị. Còn con quần à, hai con là bây giờ sửa lại hai con 130 của chị Văn nha. Của chị gì Châu Châu đó, dâu tây á. Dâu tây hai con 130. Hai con 130 của chị dâu tây, còn đây quần lửng à. À, bộ em mặc là bộ đi chùa đó chị, nó có hôm nay về hai bộ đi chùa nha. Hôm nay về được hai bộ đi chùa. Một bộ màu đen giống như em mặc và một bộ màu xanh. Anh ơi kiếm giùm em cái áo khoác này anh. Cái áo khoác sọc mà hồi nãy em có mở ra. Là gì vậy đây? Đó là cái gì vậy? Quần của chị á. Legging lửng hai con 88kg thì được chị Thúy Nguyễn, thì được. Cái legging dài là chị không được, để em kiểm tra nha. Em kiểm tra nè, chị vừa em mới lấy nha. Rồi đưa để con áo khoác đi. Nè con này là tới đầu gối nè. Con này là tới ngay đầu gối nè, mà con này vải đã lắm chị Thúy. Lấy con đầu gối với con lửng nha. Còn con lửng em đang kiếm size cho chị nè, hai con 88kg nè. Nè chị Thúy hai con nè. Hai con của chị Thúy Nguyễn 130 nè anh ơi. Thúy Nguyễn hai con 130 rồi, bí bi đi rồi. Nè coi áo khoác nè, 224 size nè nha. Coi áo khoác mà 220.000 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg nha mấy chị nha. Áo khoác sọc. Chị nào chốt khoác sọc. Nè khoác này mấy chị đi mùa nắng được nha. Ha. À, một cái đầu gối, một cái lửng hả chị? Dạ để em kiếm nha. Để em kiếm nó mới ra rồi. Legging này có túi không hả? Legging này có túi nha chị. Một cái đầu gối nè. Với một cái lửng của chị Phụng Tỷ nè. Rồi chị Phụng Tỷ hai con 130 nè. Mấy cái này về mai mốt em bán áo sơ mi rộng á. Mai mốt em sẽ may áo phơ sơ mi rộng. Mấy chị có những cái con legging ngay đầu gối nè, mấy chị phối vô nha. Mặc hơi bị sướng luôn. Em thiệt. Chị Phụng Tỷ nè. Phụng Tỷ hai con 130 nè. Khót sọc 100kg 220 nè. Tối nay khách ở đâu Tây Ninh không vậy? Áo khoác tối nay về nó có một mẫu sọc, với lại tối nay về hai mẫu đi chùa rồi đó. Ha mấy chị ha. Nói chung là con này mấy chị mặc mùa này là hơi bị sướng luôn. Nghe mấy chị nha. Túi ngòi nè. Ha. Hơi bị ok luôn.
ly hồ khóc trăm tí nè. Và tình yêu đó Bi. Anh ơi cái cái ngồi cùng của ly hồ nè. Tàu Bi đứng lên đứng xuống. Dạ tối nay về có một con khóc này à nha. Nó có sai nha. Thôi thử phải bày cho ba. Rồi bày cho ly hồ. Ờ 220. Áo khoác 90kg của chị Tô Tuyền nè. Và tình yêu đó có em. Nè Tô Tuyền 220-90kg nè. Áo khoác của chị Nguyễn Hương nè. Áo khoác của chị Nguyễn Hương nhà bè nè anh ơi. Từ từ 220 của Nguyễn Hương nhà bè nè. Áo khoác có túi trong không? Hình như không có chị Hiền ơi. Con này nhà xưởng nhà em may á. Con đó mà lơ lơ gì một cái nè là nó bỏ qua à. Ừ nó được cái tính vậy á, nó được cái tính thiệt thà vậy mấy chị, gì mà lơ lơ mà không canh nó là nó bỏ qua à. May xưởng có tâm lắm thiệt, cái dồn hết tâm hết lực luôn. Có nói em cũng nói nha mấy chị, ngày nào hai đứa cũng cãi nhau á. Em kết luận với nó một câu là nếu tính mày không thiệt thà là tao đéo làm việc với mày, tại vì tính nó cũng còn thiệt thà mà. Em mệt nó lắm, ngày nào em nó cũng cãi nhau hết trơn. Không có túi trong nha mấy chế, túi ngoài rộng, nhưng mà túi ngoài rất là rộng. Túi ngoài mấy chị đựng cả thế giới vào đây nó cũng không có rớt ra. Cái nào rớt em sẽ nói mấy chị rớt nha, còn cái này không rớt ra thì em sẽ nói mấy chị không rớt ra. Em nói mấy chị cái tình trạng rất là ư là tình trạng luôn ha. Dạ nó có tùm lum size 60-100kg chị Trinh Thúy. Chị Trinh Thúy mà 110kg mặc cũng vừa nữa. Hứa luôn. Áo 4 size mà ha. Áo 4 size nha mấy chị. Dạ anh em Trinh Nguyễn lấy cái dớp cái bộ mặc đi chùa của em đây nè. Phải đẹp quá trời. Hôm giờ chưa có xả cho mấy chị mẫu nào đúng không? Đó. Ghi tiếp baby ơi. Ghi tiếp áo khoác sọc ơi. Đưa hàng qua khung cảnh tình yêu bên kia luôn. Bật điện luôn anh ơi. Anh ơi, cái bao đầm bức bao đầm mà Dior đây nè. Chúc anh để dưới cầu thang nghe em nha. Cho nó phân ra. Và tình yêu đó có em và anh. Đây là cái quần lót mà 130.000 cho những chị có chia sẻ livestream. Nó là cô tông mềm. Nó là cô tông mềm. Nhưng mà em nói mấy chị nha, nó là hàng Quảng Châu về đó nè. Nó cô tông mềm ha. Thêm một cái áo khoác 40kg khi nào ốm mặc. Áo khoác là 40kg bà nội. Áo khoác jean còn nha chị Trần Hồng. 10 cái 130.000, size 60-95-100kg cũng vừa ha. 10 cái 130.000 cho những chị có chia sẻ livestream. Chị nào không có chia sẻ livestream thì 150 nha. Chị nào không có chia sẻ livestream thì 150.000. Ok. 150.000 nha mấy chế nha. Còn được 3-40 cái gì đó. Còn được 3-40 cái gì đó nha mấy chị nha. Áo khoác rin còn nè chế, còn áo khoác rin còn đợi em. Nói nghe nè, cái mặt hàng mà ít khi nào, cái mặt hàng mà ít khi nào mà Trần Hồng này hồi xưa cũng mua đồ mình nhiều. Cái mặt hàng này ít khi nào em đem ra bán là tại vì nó 250 nó một cái lận, nha mấy chị nha. 250 một cái, nó là len dệt của hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị. Con này 250, đó, 250 mắc quá trời mắc luôn. Đúng không mấy chị? Tôi kêu mắc quá trời mắc luôn. Rồi lên gì cho mấy chị ha. Lên gì cho mấy chị. Đây áo 160 là chị lấy áo khoác rin 90kg đây chị Trần Hồng. Áo khoác rin 90kg đây à. Cái này là con túi trước. Cái con này con Mickey trước nè à. Áo Mickey trước nè chị ha. Cái này Mickey trước. Đó chị in Mickey như này thôi. Mickey nhiêu đây thôi là. Nhưng mà cái con Mickey sau thì nó lại rộng hơn nha. Nhớ chứ chị. Nhưng mà không biết bữa nay chị mập hơn hay ốm hơn. Vô cho em địa chỉ trên hồi luôn chị Trần Hồng ơi. Từ từ kiếm nguồn rinh áo rinh như chị á. Nè chị lấy con Mickey sau nè. Chị lấy con Mickey sau nè. Lấy áo khoác sọc 95kg của Lâm Thị Hồng Điệp. Bây giờ nãy bây sách ra kia mày để nó mới lại nè mày. Lấy cái hai cho Lâm Thị Hồng Điệp đi. Đây nhớ chứ chị. Nhớ hết trơn á. Nè chị lấy cái con Mickey sau đi mặc cho thoải mái chị Điệp. À mặc cho thoải mái chị Trần Hồng. Ok không? Ok con này đi chị. Lấy ok con này đi chị ha.
áo khoác sọc size 2X của chị Lâm thì Hồng Điệp. Họ táo bán ý chị cũng đi, táo bán cũng cỡ 5-70 bill là được rồi mấy chị. Đừng bán nhiều nha. Nè anh ơi, chị Trần Hồng nè. Chết mẹ rồi. Dỡ cái áo khoác lên anh. Đó, cứu nó đi, cứu Diễm Mu đi. Nhiều ta? Áo khoác rin nhiêu? 250 áo khoác rin. Lâm Thị Hồng Điệp. Lâm Thị Hồng Điệp ơi, chị bỏ em hơi bị lâu rồi đó nha. Nha chị. Nói nghe nè, trưa mai nhớ vô mua quần rin giáo thái nha. Dặn rồi á, người ta dặn rất là kỹ luôn á nha. Dặn kỹ lắm luôn rồi á. Cái chị gì ta, chị gì Ngọc Điệp, Ngọc chị gì hồi nãy á, chị gì mà thường mua hàng mình mà em kêu để đổi hai cái quần size 36 cho chồng chị ta. Nhưng mà cái quần đó chị phải gửi lên Ngọc Điệp hả? Chị nào cũng mua đồ kiểu em ngoại đó. Bi ơi, Bi đang đứng, Bi bỏ hai quần vô tủ đi Bi. À, em cũng bỏ chị chắc 3-4 năm rồi Trinh Thùy. Giờ đừng bỏ nữa nha. Mình giờ mình cắt máu ăn thề đi. Mình cắt máu ăn thề, mình đừng bỏ nhau nữa được không? Bỏ nhau mùa này là đói chí mẹ luôn á. Em nói thiệt, bỏ nhau mà mùa này cái một cái đói thấy mẹ luôn. Gì vậy? Em mới nhắn cho chị nha chị Hồng. Dạ chị Ngọc Nhân Nguyễn. Đây 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 Bi, chị vô coi tin nhắn chị Ngọc Nhân Nguyễn lấy hàng cho chị đi. Mới nhắn tin báo cho chị rồi đó chị Trần Hồng. Lấy cái Mickey sau nha, để em kiếm Mickey sau hay Mickey trước chị ơi. Chị lấy Mickey sau hay Mickey trước? Không, chị là lấy Mickey trước đi. Có quần nam chị, nhưng mà lấy size nhiêu nói đi Huyền. À hồi nãy em nói chị Huyền nè. Chị Huyền ơi, này tâm sự mỏng với chị Huyền nè. Này tâm sự mỏng luôn nha. À, hồi nãy á, có một cái chị khách mà chị đó là cũng là chị Đặng Hồng Hạnh mà em hay nói đấy. Thì chị mới thử, chị thử đôi giày. Chị thử đôi giày của chị á, chị thử đôi giày mẫu của chị á. Mang giày nè, chị bước đi ra sân xong rồi chị bước vô đó, thì ở dưới đó nó hơi bị dính lem và em lâu rồi. Thì em nói thôi để em nói, mà không có đủ giày giao cho khách. Em nói thôi để em nói chị Huyền, là chị Huyền ơi, để em lấy cái đôi đó. Chị Huyền giá là 170 ngàn, bớt chị 50 vì cái gót chân đi đó. Chị Huyền có lấy đôi 170 đó thì lấy, còn nếu không lấy thì em để lại. Em đợi khoảng cỡ vài bữa nữa hàng nó về 4-5 đôi nữa em để cho chị Huyền. Nhưng mà em nói chị Huyền mới 100% mới khen. Bả bước từ đây ra cửa bả tưởng nó là ừ chốt rồi, nhưng mà chân bả 40.5 lận đó, cái bả mới bước vô lại thì nó bị như vậy. Em nói để nói chị Huyền là thôi bả kêu bả chịu lỗ bằng đá 50 ngàn. Chị Huyền Nguyễn Thị Thí có chịu thì em bỏ đôi đó vô, không chịu thì mình đừng chốt đôi đó nghe. Mà em thấy 100% chị đó, em đang nói cái tình trạng cho chị luôn á. Em đang nói thiệt cái tình trạng của chị luôn đó chị. Em lấy không sao đó, chị đó chị chịu lỗ 50 ngàn. Cái gì anh? Từ từ để lấy cái quần áo riêng cho cái chị gì à? Tay lớn hả? Đợi đợi em cho coi bộ đi chùa nha. Ngồi im đó chị. Ngồi im đó. Nè, lấy cái áo này nè chị. Chị gì quên rồi? Chị gì? Ngọc Nhân. Ờ, bộ đây ở nhà dưới nè. Bộ này là lấy size... Thôi lửa còn size lớn không? Còn màu trắng chị đó là gì, size màu trắng dưới nè. Ủa, qua chị nói bộ này size màu trắng hết rồi mẹ ta. À lấy đen phối trắng size 2X. Nhưng mà cái bộ caro này nó nằm nhà dưới trên kệ bây giờ. Nhưng mà bộ caro này lấy size L thôi nha. Đó đọc đi. Đây lựa cho chồng hai quần riêng xuất. Bà xui của bà Yên bà... Ừ bà lanh lắm. Bà lanh lắm Thủy. Ừ bà lanh cực kỳ. Ừ sao biết hay vậy, sao biết bà Đặng Hồng Hạnh hay vậy. Nè chị về Hạnh Nhân nè anh nè. Không em nói rõ tình trạng nha, em rất là thiệt nghe mấy chị. Ngọc Nhân Nguyễn nè, 250 áo của chị Ngọc Nhân Nguyễn. Size bao nhiêu vậy chị Huyền ơi? 90kg đừng mặc quần này, nói phát một luôn. 90kg khỏi mặc chị. 36 này còn cỡ dưới 85kg mà nó không coi dễ, cho nên chị đừng mặc. Đợi mẫu khác rồi mặc nào mặc được em nói mặc, mặc không được em nói khỏi mặc nha. Nào mặc được thì mặc, còn nào không mặc được thì đừng có mặc. Chứ mắc công lấy về 95kg. Có áo 95kg chị Nguyễn Phương.
Giờ em hẹn chị Nguyễn Phương một phát, trưa mai đem lên áo thun thái cho chị 95kg đầy luôn, 100kg đầy luôn chị Phương, được không chị Phương? Mày dặn trưa mai vô, nhớ vô nha chị, bỏ em bán ế chích mẹ em luôn á. Em nói thiệt, áo khoác rin nha, chị nào chưa chốt áo khoác rin thì tranh thủ chốt ha. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ bữa nay lắc cái quần này, chị mà muốn lấy quần này nè, chị muốn lấy quần này thì chị đợi nha. Chị muốn lấy quần nam thì chị phải đợi em đi kho hàng xuất ấy, nó nhiều lắm. Chứ quần này là không có co giãn là chồng chị mặc không có ok. Nào mặc được, nói mặc được nha mấy chị. Còn bộ này 280 nè. Bộ này là bộ thể thao, bộ này có đủ size, có size tới 100kg luôn nha. Đây là bộ thể thao quần dài, kèm áo có nón. Và em có một cái bộ này nữa mà quần lửng áo ba lỗ. Đây, quần màu loan nha, màu này thì mấy chị ít thấy không? Mấy chị chỉ thấy tuổi teen nó mặc thôi đúng không? Đó, mấy chị chỉ thấy bộ này tuổi teen nó mặc thôi. Chứ mấy chị ít khi nào thấy biết size mặc lắm đúng không? Thì ngày hôm nay quần rin xuất nam đó, nó đợt trước nó có giãn, đợt này nó không có co giãn, đợt này sẽ kho nó không có co giãn. Đây là bộ đi chùa nè, đây là cái bộ em mặc nha chị nha. Đây là bộ em mặc màu đen nè, kèm với quần đen có túi ha, kèm quần đen có túi. Còn đây là bộ xanh chị, còn đây là bộ xanh. Dạ cho chị coi áo khoác rin hả chị Hiền chút. Đây chị, đây là rin Mickey ở trước nha. Đây là rin Mickey trước. Đây là rin Mickey trước nha mấy chị nha, rin Mickey trước. Chị nào chốt rin Mickey trước thì chốt cho em áo khoác này có size từ 60kg đến 95kg á chị ha. Rin Mickey trước, cứ chốt size lên là ra cái áo liền à. Chốt ký lên là em chốt một cái bạc là dính liền nha. Chốt một cái bạc là dính con cặc trên ngọn cây liền. Đây tiếp tục nè mấy chị. Mấy chị này chở áo thun rồi đúng không? Cái... áo thun người kìa, trên kia kìa. Không biết ở dưới có không nữa, chị cũng biết. Hôm qua đâu có cái bill nè chị Hạnh Nhân Nguyễn phải không anh? Có chị ơi. Có không? Hỏi anh Tư thì có cái áo 80 ngàn chưa? Hình như có cái áo ở dưới rồi đó. Bill ở dưới là mấy dồn bill á. Ờ vậy đó hả? Và một bộ đen em đang mặc nha, 75kg có size chị, em có hai màu lận. À áo jean có size 78kg chị. Em nói rồi, có size từ 60kg đến 95kg nha chị Hiếu chút nha. 60kg đến 95kg ha. Còn bộ đi chùa thì có màu đen với màu xanh. Dạ chị Thoa Phạm, bộ đi chùa thì có màu đen giống như cái bộ em đang mặc nè. Và có màu xanh này, không có màu lam nha chị nha. Màu lam là may trước Tết hết rồi. Nè bộ này đẹp lắm nè. Là có bộ màu xanh này ha. Đây, bộ xanh này chứ không có màu lam. Rồi chị nào chốt bộ nào thì chốt lên giùm em nha. Đây là bộ đi chùa. Để bộ đi chùa đem xuống kệ nhà dưới cho anh Tư sắp lên một cái kệ cho đẹp. Cho coi áo xin, áo khoác jean 78kg cho chị coi lại đây chị. Áo khoác jean 78kg đây chị. Trời ơi em nói mấy chị hơi bị đỉnh luôn á. Hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Ta nói đừng không yêu đừng nói lời cay đắng gì hết trơn hết chọi nha. Không yêu mấy chị khỏi nói lời cay đắng. Hàng này mà chốt không được nữa là không biết hàng gì chốt nữa. Áo jean này nè, hàng này mà chốt không được nữa thì hàng gì mấy chị chốt được nữa. Nói thiệt một câu vậy á, cho nó vuông và cho nó gọn nha, nó hơi bị đẹp. Còn cái này là áo khoác Mickey ở sau nè, Mickey sau lưng nè, Mickey sau lưng. Ồ chị Hiếu Trúc mà chốt cái này về mặt là em nói bao viền luôn á chị Hiếu Trúc. 250.000 của chị Hiếu Trúc nè. Đây là Mickey sau lưng, Mickey này là Mickey sau lưng nha. Cũng còn một hai cái gì là hết luôn rồi đó. Ai đã từng yêu lần yêu có đâu, nhưng có lần kêu tư lên kiếm cái gì đựng cái này vô đem xuống dưới luôn. Không đi đứng dậy chốt cái quần riêng đen vào kia luôn rồi đi ăn. Đem như qua cái bao riêng bên kia đây, lộn xộn quá trời luôn, không biết bán sao luôn á. Đây là cái gì vậy? Lấy ra xeo mẹ luôn à, quần nam. Nè đây đây đây. Quần nam đó không? Đó quần nam đó. Đem hết vào cái bao quần nam bên kia đi.
áo rin 250, lấy cho em cái khóc rin trước 75kg, khóc rin trước nè, khóc rin trước 75kg của chị gì, ủa lộn này sao, khóc rin trước 75kg của chị Hiệp Huỳnh nè, của chị Hiệp Huỳnh nè, Hiệp Huỳnh 250 nè. Rồi lấy em khóc rin trước, Cáp Phượng lên số ký cho chị Yên đi, lên số ký mới chốt được nha, không lên số ký không chốt được, phải lên số ký mới chốt được lận, không lên số ký không chốt được đâu nha. Anh Tư ơi, lấy cái bao hốt giùm em cái bộ đi chùa nè, bộ xanh với bộ đen đem xuống dưới kệ sắp giùm em cái anh Tư. Cái bộ này nó bán lâu, nó không có bán thời vụ được. Anh cho em một bộ XL màu xanh đi. Rồi, cho bộ XL xanh thôi. 72kg. Nè, 72kg của Cáp Phượng nè anh ơi. Cáp Phượng 72kg Mickey trước nè. Đưa cho anh Phước hay 250. 250 của Cáp Phượng. Nửa ký da heo chị ơi, một là chị lấy một ký da heo, hai là chị lấy mấy hũ. Không, em nói thiệt mà, một là lấy một ký 420, hai là chị lấy mấy hũ. Chị Hương nói thiệt mà, lấy 420 đi về chia bà con dòng họ ngon lắm. Nay hình như rút dìa giao phỉ không, rút dìa giao phỉ không luôn. Ở đây bao này là bao quần nam á mấy chị. Ai 100kg bán cái áo khoác rẻ nè, ai 100kg bán cái áo khoác vét co rẻ mà bán rẻ cho nè, ai 100kg bán cho một bao áo khoác, một cái áo khoác vét rẻ co rẻ nè, bán cho 80.000 thôi. Em nói thiệt, con này là 150 là giá đã quá rẻ. Áo khoác nè mấy chị thấy không, áo khoác hàng xuất nè, túi trước nè, nè ha, mà con này bán cho mấy chị với giá 80.000 là em nói mấy chị hời, hời còn hơn chữ hời nữa ha. Bích Thủy 80.000 nè, bán luôn cho dọn kho luôn. Bích Thủy nè, bán luôn cho dọn kho. Trời ơi, Bích Thủy nó kêu qua cái ông chịu qua chứ nè. Nguyễn Giang áo khoác 100kg nè, hơi bị đẹp luôn á chị Giang. Áo này 100kg lận, áo khoác này 100kg. Chị Nguyễn Phương nhiêu ký, Ren Nguyễn nhiêu ký. Ủa bữa giờ chị và chị Hương chưa ăn thử hả? Nè, ăn thử một hũ ghiền nửa chừng nha, ăn thử áo này 100kg 80.000 nè. Của chị gì đây, của chị gì à, quên nè, chị Nguyễn Giang hả? Nguyễn Giang nè. Áo này 100kg lận á mấy chị, rộng lắm á ha. Chị Phương 80.000 nè. Chị Phương khách mới hay khách cũ vậy? Chị Phương 95kg nè, khách mới hay khách cũ? 68kg sao vừa chị Nguyễn Phương nè, 80.000 nè. Sáu mấy ký sao vừa? Áo này em nè, em có một lọt quần, một hũ da heo nè, ăn hũ da heo cho ghiềm cho chết luôn nha. Nè, hũ da heo ăn về tới đây nè, muốn hết là cô Như bắt đầu là sợ hết. Hai hũ đi ha, nhớ trừ 70.000 nha em. Anh ơi, note trên bill chị Hiếu trước 7, trừ 70.000. Ừ, trừ anh 7 mà qua, em cho anh 7 muốn ăn gì em cũng đã nha. Để thu xếp qua mày chơi ngày, cho bữa giờ tao làm quá trời, tao không nghỉ luôn á Thủy. Để quay cho chứ chưa quay vợ chồng mày lần nào hết trơn á. Đợi chút xíu nha. Ai dạ, anh ơi, ghi nè, Nguyễn Hương nhà bè giùm hủ dây heo thôi, để bi đã quấn à. Quang Nguyễn Giang có 80 đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Hương nhà bè nè, Nguyễn Hương nhà bè nè, bụi quá à. Nguyễn Hương nhà bè ăn hủ nè, Tô Tuyền hủ, dám ăn kêu Nguyễn Hương nhà bè ăn hủ, bi ghi luôn ơi, Tô Tuyền hủ. Rồi còn hai hũ da heo nè, ai chốt chốt cho em cho hết nha. Còn hai hũ da heo nè, ai chốt chốt cho em đi. Ai chốt hai hũ da heo chốt giùm em. Ngọc Giang. Ngọc Giang hũ da heo nè. Ba bịch giá măng keo hết đi. Mấy chị biết làm sao mà lúc nào em làm nó cũng đầy không? Em sợ lưng lưng cái mấy chị ăn la em, mấy em làm lúc nào nó cũng đầy hết trơn á. Em nói thiệt, nói chung là làm cái hũ đồ ăn ra mình nhìn tới nhìn lui lắm. Dạ nhớ trừ 70.000, cứ nhắc nha. Em mà bị lỡ bị cái gì với mấy chị hay là làm bill shop hay là tính lộn tiền, cứ nhắc em trừ nha. Nhắc trừ chứ đừng có nhắc rồi xong rồi hờn nghe mấy chị. Bỏ chị đi. Chị Hiếu Trúc chị nhớ dai quá. 9 tầng mà chị còn nhớ. Anh Hiếu nói chị Hiếu Trúc nhớ dai ghê, 9 tầng vẫn còn nhớ. Hơn 2 tháng vẫn còn nhớ. Hơn 2 tháng vẫn còn nhớ.
70 ngàn người ta làm những loài phèo đó trời. Cá phượng nè, cá phượng một hũ nữa nè. Nè em sẽ có cái quần này em sẽ xả cho mấy chị nè. Xả luôn quần nam mà đợt này không lấy đồ nam về bán nữa, bị lỗ hoài. Thiệt á, hàng giày mà không chịu lấy, mà nó có size 34 với 36 thôi mấy chị. Nó có size 34 với 36 thôi, xả cho mấy chị 100 nè. Rồi vậy đi. Mà nó có 34 với 36 thôi nha. Có 34 và 36 thôi, không có size nhỏ nữa. Ác đàn vậy hình như có 32 nữa nhưng mà chưa biết nha. 34, 36 là nhiều ha. Ủa em ăn chưa mà em đói tay chân run dữ ta. 32 nè. Tối chết in ra. Tối chết in bóc em nha chị, ok. Hương Thùy 70kg là size gì ta? 70kg là size 32 nè chị Hương Thùy. Nè cho chị Hương Thùy 100 ngàn nè anh ơi. Có một cái 32 mới dở ra chị Thùy. 34 nè. 34 nè. 36 chị. Dạ 36 nha. 34 nhiêu ký? 34 là khoảng cỡ 7 mấy 80 ký gì đó chị. Ha. Diễm Hương hai con 36 nè. Diễm Hương hai con 36 giống nhau nhưng mà đẹp lắm nha Hương. Diễm Hương hai con 36 nè. 200 ngàn Diễm Hương hai con 36. Sau đợt này không lấy đồ nam về mặt nha. Diễm Hương chọn ngón tay cho chị đi, hai quần nam 36 của chị Phụng Tỷ. Chị Nguyễn Phương, Nguyễn Phương cho em địa chỉ số mọi người, Nguyễn Phương à. Quay làm này nghỉ phẻ nha. Nè còn cái 32 này chị Hương Thùy có lấy thêm cho chồng không thì lấy nha. 36 con cái chị Phụng Tỷ à. À Diễm Hương một cái thôi Bi ơi một cái thôi. Diễm Hương một cái qua hai chị đi. Qua chị một cái nữa đi, khách đang cần quá trời nè. Diễm Hương 36. Một cái 800 đúng không? 800 đúng rồi. 2 cái 36 của chị Phụng Tỷ nè. Phụng Tỷ 2 cái 36 nè. Phụng Tỷ 2 cái 236. 32 của Nhung Lâm thành phố nè. Anh ơi ghi giùm em. Nhung Lâm thành phố nè anh, 100 ngàn. 34 lấy 3 cái giống nhau nghe. Trời ơi nó không có hàng luôn á. Để em còn mấy cái em quăng ở đâu em không nhớ. 2 cái 34 của Phượng nè. Quần này đẹp lắm nha chị Phượng. Quần này mà về đưa chồng một cái là ổng mê mẩn luôn. Đồ còn đúng 3 cái 34 của Phượng luôn á. Đúng 3 cái 34 của Nguyễn Phượng luôn. Trời ơi nói nghe nè, anh Phước về mặc cái này mê mẩn luôn. Anh Phước mặc cái này anh Phước khoái khoái chảy nước miếng luôn. Nguyễn Phượng quận 12 ha, Hóc Môn 3 cái 300 nè. À, 3 cái 300 của Nguyễn Phượng Hóc Môn nè. Em có một cái áo bra em tặng cho mấy chị nè. Size nhỏ thôi nha, 5-60kg gì đó. Có một cái bra size 5-60kg thì tặng cho mấy chị cho hết luôn á. À, chị nào chốt bra thì chốt giúp em đi. Quần này em nhớ nằm đâu nha. Chừng nào em nhớ thì em tính cổ tiếp với mấy chị bây giờ chưa nhớ. Chưa nhớ nằm đâu. Áo tặng của chị dâu Tây nè. Dâu Tây tặng nè. Em có một con này XL áo đá. À, hết hết rồi chị Huyền Nguyễn Thị Thúy ơi. Đây nè. Con này là ghi lê đá, con này 200 mấy á. Em xả cho mấy chị 120 nhưng mà size này 80kg nè. 70 đến 80kg. À, áo ghi lê đá. À, xả mấy chị 100 ngàn luôn đi. Xả mấy chị 100 ngàn con ghi lê đá này đi cho nó gọn nha. Xả 100 ngàn ghi lê đá. Chị nào chốt ghi lê đá chốt lên giùm em ghi lê đá xả 100 ngàn nha. Size 80kg, 70 đến 80kg. Đợi em kiếm cho chị Huyền Nguyễn Thị Thúy, em không biết nó nằm ở đâu thôi. Đợi em. Em chưa biết nó nằm ở đâu thôi chị. Rồi mấy chị hãy đợi em đi. Nó rồi từng con phố về đâu đợi em. Phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị Nguyễn Phương là em xả bill nha. Một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị Nguyễn Phương là em xả bill nha. Ha. Ghi lê của Quỳnh Như. 100 ngàn của Quỳnh Như. Em có một con đầm size 90kg nè. 280 xả cho mấy chị 160 mà nói nghe nè, đầm đẹp lắm. Đủ mẹ nó không đẹp thì em không nói làm gì, nó đẹp mà em xả ra đây mà không ai mua em tức với chị. Nè mấy chị thấy cưng không? 90kg một cái duy nhất. Mấy chị coi vải nhà em nè, co giãn cực kỳ. Một cái 90kg xả mấy chị 160 nha. Còn đúng một cái này thôi. Còn đúng một cái mấy chị chốt giùm em với ha. Chốt giùm em để em dọn dẹp cái kho giùm em cái.
Chị Phương ơi, chị có thể nhắn tin giùm em được không chị? Em có một cái con này, hàng này là hàng của WF nè. Hàng này là của WF. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Phương. Chị Phương có ok thì chốt, giờ nhắn tin, em có nhắn tin riêng cho chị vô chị nhắn tin đi. Chứ bên em không có chốt hàng gọi điện đồ này kia đâu. Bên em chốt hàng qua tin nhắn. Chị, mà bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận, chị Phương ok thì hãy chốt à. Em còn một con chân váy này size 32 là khoảng cỡ 55-60kg thôi. Không biết đợt này WF nó may sao mà size nhỏ quá, con này 220. Em xả cho mấy chị 120.000 mua giùm em cho con cho cháu gì thì mua đi. Ha, khoảng cỡ 55-60kg con quần váy này. Chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Rồi hôm nay không chốt được con đầm sale này luôn. Thôi để đây đi, từ từ tính tiếp. Rồi lên mã đồ này cho mấy chị nè. Em còn con 70 chân váy của Diễm Hương 120 nè, con này của WF đó Hương. Em còn con áo lính nè, 70-100kg phơm giấu quần ha. À, đầm 160 của Thanh Trang Gia, không biết Thanh Trang Gia khách cũ hay khách mới, nhưng mà bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. 160, vải đẹp mà phơm đẹp lắm chị Thanh Trang Gia. Áo giấu quần, áo lính 70-100kg, vải đẹp lắm nè. Con này 160 xả cho mấy chị 100.000, còn đúng một con áo lính 101. Chị nào chốt con áo lính 101 thì chốt giùm em. Dạ khách mới em mới dặn là không cho kiểm tra hàng đó chứ nha. Nhưng mà bên em á không cho kiểm tra hàng, nhưng mà hàng đàng hoàng. Với lại bên em hàng sale cũng không có cho đổi trả nha. Lưu ý đó. Trời ơi má ơi là má. Không được đâu. Ồ hắc xì mà muốn quánh chết thiệt đó chứ. Ờ ô là trời. Ai có chồng khác đổi giùm em cái đi. Nè rớt một con quần nè. Quần này là 150.000 nè nha. Áo lính 101 của chị Tô Tuyền. Áo lính này mặc sướng lắm chị Tô Tuyền. Áo lính 101 của chị Tô Tuyền nè. Nè có một con quần thể thao. Có tiền không bao giờ đi kiếm được con quần như thế này. 150.000. Quần nữ nha. Chị nào mà khoảng cỡ 75-88kg chốt cái con quần rêu này giùm em cái. Em nói mấy chị có tiền không đi được đường quyền với con quần này đâu. Quần rêu 150.000. Ai chốt quần rêu chốt lên giùm cho em quần rêu 150.000 giùm em với. 150.000 quần rêu nha. Quần rêu 150.000 giùm em phát đi quý vị. Sao nó bụi dữ bụi dằn vậy mấy chị. Bụi quá trời bụi luôn. Nè áo công sở 160 nè. Áo công sở 160.000 nè mấy chị. Chị nào thích áo công sở 160.000 thì chốt. Áo này có nhiều size lắm nha mấy chị nha. Xin địa chỉ số điện thoại chị kia. Bên em là ship toàn quốc 20.000 nha mấy chị. Hàng chính quy cho đổi trả, hàng sale. Hàng chính quy cho đổi trả size, hàng sale không cho đổi trả. Rồi lên hai bộ này cho mấy chị nè. Thể thao của chị Diệu Dương. Thể thao 150 của chị Diệu Dương nè. Thôi con quần này em nói đẹp lắm nha chị. Con quần này ra shop không bao giờ có. Diệu Dương 150 nè. Nè mấy chị em có bộ này. Bộ này có đủ size. Bộ này là quần dài nha. Bộ này là quần dài. Kèm với lại là áo đen phối trắng. Đây. Quần dài kèm áo đen phối trắng mấy chị ha. Quần dài kèm áo đen phối trắng. Và quần dài kèm áo đen phối nâu. Quần dài kèm áo đen phối nâu. Nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục nè. Mấy bộ này là 250 có size từ 60-100kg hết ha. Rồi tiếp tục đây là quần dài kèm với lại áo sọc mấy chị. Quần dài kèm với lại áo sọc nha. Đây. Áo sọc này khi mấy chị mặc chỗ đây nó căng lên rất là đẹp nè. BB. À thôi khỏi. Quần dài kèm với lại áo sọc ha. Đồ đi chùa gì vậy em mới vô chị Ngọc Trương đây. Sẽ biêu chị Nguyễn Phượng nha. Ờ sẽ biêu chị Nguyễn Phượng. Em còn một cái áo khoác vest nha. Em còn một cái áo khoác vest nha mấy chị. Áo này là size 100kg sale 80.000. Chị nào chốt ba bộ này chốt lên giùm em ba bộ ha. Chị nào chốt ba bộ này thì chốt ba bộ. Đồ đi chùa giống như em đang mặc này nó còn một mã xanh nữa. Còn họ chưa ôm thì để tối đi em chụp hình xong coi luôn chị Ngọc Trương ha. Có lên áo phối nâu đổi cho em. À, chưa có chị. Áo phối nâu chỉ còn đúng bộ size L đó thôi. Một bộ dài áo sọc cộng một bộ phối vàng. Chị Phụng tỷ nhiêu ký ta? 68kg hả? Một bộ dài áo sọc và một bộ áo phối vàng. Bộ áo phối vàng là chị nhiêu ký?
chữ ít L cũng hết. Chị mặc phối trắng cũng đẹp. Chị Nguyễn Giang Hà, chị Nguyễn Giang giao được của đơn vị hàng gì? Chị Nguyễn Hạnh mà. Nguyễn Giang mới thì ở Hải Phòng. Ừ rồi đúng rồi, ông ghi trên cái bill người ta là Nguyễn Hạnh á. Chị Nguyễn Giang ơi, đồ đi chùa 260 chị Hương. À, nè mấy chị, size áo size L là còn nha, size L hai bộ này luôn nè. À, size L nè. Nè bây giờ một bộ sọc với một bộ à. Mấy cái quần này. Nè đó, hai quần dài với hai áo đó. À, chị Giang ơi, ngoài chị giờ bây giờ là bill em chị biết dồn lại đây rồi bữa nào nó bớt bớt qua tuần sau dịch dịch bớt bớt cái em gửi chứ bưu điện cũng không nhận, giao hàng tiết kiệm cũng không nhận, giao hàng nhanh cũng không nhận. Là cái bill bữa anh Phước mà ghi chị thành thành Nguyễn Hạnh đó đúng không chị Giang? Đúng không chị Giang? Cái này là cho Phụng Tỷ đó. Hai bộ á. Hai bộ cho chị Phụng Tỷ, 250 250. Chứ giờ mà tới đó mấy chị đừng nói với em là mấy chị đừng nói gì nè, lâu quá rồi không nhận cái cho em xỉu luôn á. Rồi một ngày mà Việt Nam mình 110.000 ca nha mấy chị. Coi cẩn thận nha mấy chị. Cháu em mới làm bệnh viện dã chiến kìa, rùng rợn lắm. Mấy chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thì bộ sọc này bi bỏ bị rớt lại hai bộ này đi. Mấy chị nhớ giữ gìn sức khỏe giùm em nha mấy chị. Có mấy chị mới có em. Dạ, em cứ dồn đơn cho chị ở đây ha. Em cứ dồn đơn cho mấy chị ở đây nha. Dạ, để đem qua dồn đơn cho chị. Nè, em có một con áo nè, áo chữ. Áo chữ này cũng, áo này là phơm giấu quần nè. Áo này cũng là phơm giấu quần nè. 160 bán xe cho mấy chị 101. Chốt giùm em là áo chữ bự. À, có bán đồ bơi nhưng mà size 60 đến 80 kg rồi chị. Tại vì nó nghe lộn em may thành hai size, một size á. Em dặn nó may hai size mà nó nhớ không lộn, đợi em ra tiếp. Đợi em may tiếp 40 bộ khác cho mấy chị nha, đợi em. Mấy chị đợi em. Đây là cái đầm maxi 280 nhà em, chị nào mà chuẩn bị đi du lịch đi biển á thì chuẩn bị lấy ha. À, chị nào chuẩn bị đi du lịch và đi biển thì chốt cái đầm yếm. Cái đầm yếm này nha mấy chị nha. Trời ơi mấy con này vải đẹp lắm mấy chị. Nè. Đầm gì, đầm cổ yếm nè, đẹp không mấy chị? Mấy chị mà muốn em mặc mấy bộ đây, mấy chị cứ vô trang của em mặc hết á. Em mặc em chụp hình lên cho mấy chị rất là nhiều. Đầm xanh này 280 nha quý vị nha. Bỏ dưới chân cầu thang luôn đi ơi. Đầm xanh 280, đây là cái mẫu sơ mi mà mày ngày hôm qua em bán không lời nè. Đây là cái mẫu sơ mi là con xưởng được cái có tâm lắm. À, áo đen của chị Diêu Dương, áo này mặc sướng lắm nha. 101 của chị Diêu Dương giấu quần nè. Đây nè. Nội mà cái áo sơ mi không nó đã 200 rồi. Em còn một bao đó lận chị Tài Lê. Anh Tư ơi. Tư. Cái bao áo đen sát bên mấy cái cục quần legging anh đưa lên cho em đi. Nhiều mẫu lắm nè. Mấy chị coi nè. Xinh không? Nó xinh còn hơn trong hình nữa. Trong hình nó may cái chỗ này đơn giản lắm. Nhưng mà cái xưởng em nó may cái này dễ thương hơn. Mà bộ này thì thực sự là phải 280 hoặc 290 hoặc 300. Đây nè mấy chị. Gì anh? Nguyễn Phương nè, 80.000. Bán cái áo phụ ship 10.000 nữa. Lên đột chuối ở luôn. Áo gì quên, áo 4 chữ phải không? Áo chị đó là áo 4 chữ hả? Còn không nè. Chị ơi, áo 4 chữ còn không? Chị ơi, áo đó em hết rồi. Em hết rồi, chị lấy qua mã này giùm em đi. Chị lấy qua mã chữ A nè. Áo chữ A cũng vậy rồi, chết mẹ. Không còn miếng pin nào, chết mẹ rồi. Nè, chị ơi, chị lấy áo chữ A giùm em đi. Áo chữ A nè. Hoặc là lấy áo 4 màu nè. Nè, điện thoại em nó còn 2% pin nè. Áo 4 màu nè đó. Mấy chị muốn lấy áo nào mấy chị lấy giùm em nha. Hết trơn hết trời luôn. Chết mẹ rồi. Thôi, mua sâu đi, nó tắt cái túi đó, không có lưu lại nữa. Chết mẹ rồi. Nè Bi ơi, Bi ghi giùm chị bộ sơ mi đi. Bỏ sau lưng Bi. Ghi là bộ sơ mi, bộ áo sơ mi, quần váy. Ghi là 260 ngàn, đừng ghi 240 nữa. Xếp sơ mi quần váy.
Trời ơi, cái nào cũng được hả chị Tài Lê? Nè chị Tài Lê nè, Tài Lê 101 nè anh. Ôi chị Thái Ngân ơi, nó nhiều mẫu lắm chị Thái Ngân. Mai, tối mai chị Thái Ngân vô nói là cho coi áo thun thái đi, hoặc trưa đi. Tài Lê đúng không? Áo chữ A của chị Nguyễn Phương này mới có luôn nè. À, lấy giùm em cục sạc dự phòng ở dưới lên đi anh. Cục sạc dự phòng. Lẹ lẹ lẹ. Có dây hả? Có dây mà. Có không anh Tư? Đây 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 đây. Đây 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 đây. Trời má ơi. Cắm vô lẹ chứ không nó làm cái tụt nữa. Lên, lên, ừ, lên, đúng rồi, 1% luôn, mẹ ơi. Ghê thiệt. Áo chữ A của chị Nguyễn Phương nè. Áo chữ A của chị Nguyễn Phương mới có cái áo vít đó. Đúng rồi, thành phố. Nè,